gốc tự do làm hư hại, mà các cái phần tử mang thông tin di truyền ấy, gọi là DNA, tức là viết tắt của chữ deoxyribonucleic acid, tiếng Anh hay tiếng Pháp thì gọi là ADN, tức là acid deoxyribonucleic đấy. Nhưng một cái điều chắc chắn rằng nếu như cơ thể của bạn quân bình, hệ miễn dịch đủ mạnh để chống trả tất cả các cái loại độc tố đưa vào hay phát sinh ngay trong cơ thể, thì bạn không bị cái phản ứng của động thường. Thưa quý vị, như vậy trung bình ấy, thì người trưởng thành có khoảng 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể, và hầu hết các tế bào được thay thế hàng nghìn, hàng trăm nghìn lần trong suốt cuộc đời. Cứ trong vòng khoảng 7 năm, quá trình tế bào phân đôi và chết đi thay thế gần như là mọi tế bào trong cơ thể. Và khi tế bào phân đôi thì ADN được sao chép lại tế bào mới. Nếu vì một lý do nào đó ADN trục trặc, sẽ xuất hiện những cái tế bào hư hỏng, những tế bào bất thường, và hệ miễn dịch của cơ thể với khoảng 20.000 tỷ trong số khoảng 75.000 tỷ tế bào của cơ thể mà không kiểm soát và tiêu diệt được ấy, thì những tế bào bất thường đó sẽ chuyển thành tế bào ung thư. Và những tế bào ung thư này sẽ tăng sinh một cách vô hạn độ, và có thể xâm lấn hoặc di chuyển, phát tán và di căn ở khắp các cái cơ quan trong phủ tạng. Và xin thưa quý vị là có tới khoảng trên dưới 200 loại ung thư khác nhau trên cơ thể con người, và chỉ một kích thước tổ chức ung thư chỉ bằng đầu cục tẩy cũng chỉ có tới khoảng 1 tỷ tế bào ung thư. Chúng ta thấy như vậy rõ ràng là rất là số lượng cái tế bào ung thư trong trong một cái tổ chức nhỏ rất là lớn. Và xin thưa một quý vị là chúng ta biết rằng tế bào ung thư là những tế bào cực âm, để đứng về mặt góc độ của thực dưỡng là tế bào cực âm. Nên chúng ta hiểu vấn đề đó, mà trong cái chế độ ăn của chúng ta là phải làm sao đừng ăn những thực phẩm nó âm, quá âm là hết sức hạn chế. Cái tuần vừa rồi đấy, rất nhiều bệnh nhân, có ngày ba bốn bệnh nhân đến xin tư vấn về ung thư, mà không phải trong số đó không phải ai cũng đủ duyên, nhưng mà rất may là trong số đó cũng có một số nhiều người đủ duyên thì người ta sẽ tỉnh ngộ. Và xin thưa quý vị thì trước hết tôi cũng phải nói qua về cái tình hình bệnh ung thư trên thế giới và Việt Nam. Xin thưa quý vị, bệnh ung thư ấy thì y học hiện đại thì xem như là một cái bệnh nan y, đúng không? Trên thế giới thì theo như tổ chức IACR, International Agency on Cancer Research của WHO, tức là của Tổ chức Y tế Giới, hàng năm thế giới có khoảng 17 đến 19 triệu người mới mắc ung thư, và trong số đó khoảng có tới 9 đến 10 triệu người tử vong. Đấy, chúng ta thấy 9 đến 10 triệu người tử vong một năm đấy trên thế giới. Chúng ta biết về COVID vừa rồi, trong 2 năm rồi ác liệt như vậy, chỉ khoảng độ trên dưới 5 triệu người. Thế mà một năm bệnh ung thư hoành hành trên thế giới, 9-10 triệu người tử vong, cái kinh khủng chưa? Cho nên có thể nói ung thư là nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu của hầu hết các nước, nhất là ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc chúng ta biết chiếm tới 27% bệnh nhân chết vì ung thư toàn cầu. Trung Quốc, mặc dù dân số của Trung Quốc cũng lớn, nhưng mà riêng cái tỷ lệ chết tới chiếm 27% trong số bệnh nhân bị ung thư, chết vì ung thư ở toàn cầu. Còn tại Việt Nam của ta thì sao? Tại Việt Nam của chúng ta thì theo như Tổ chức Y tế Thế giới đấy, hiện nay thì mỗi năm ở Việt Nam có tới, đây là cái số gọi là số mới nhất, chỉ còn những cái năm về trước thì có thể nó thấp hơn, có tới khoảng trên 118.000 ca mới mắc ung thư. Và tỷ lệ tử vong ở Việt Nam chúng ta là một số các cái hội nghị khoa học đều đánh giá là khoảng trên 60% trong số mới mắc, trên 60% số mới mắc. Có nghĩa là mỗi năm có tới khoảng 164.000 bệnh nhân ung thư tử vong tại Việt Nam, và mỗi ngày khoảng 450 người chết vì bệnh ung thư. Cũng có số lượng cũng kinh khủng không? Những bệnh nhân ung thư mà thường gặp nhất là chiếm tỷ lệ cao, đó là ung thư gan này, ung thư phổi. Đây là hai cái chuyên đề mà hôm nay tôi sẽ đi sâu về về trình bày với quý vị.
rồi đến ung thư vú này, ung thư dạ dày này, ung thư đại tràng này, ung thư máu này, ung thư tiền liệt tuyến này, ung thư tử cung, cổ tử cung này, ung thư thực quản này, ung thư quầng họng này, ung thư tuyến giáp, vân vân. Và theo thống kê năm 2000, chúng ta biết là năm 2000 ung thư gan, đây là năm 2000 chứ bây giờ năm nay là đến 2022 là số liệu nó có thể khác hơn, nhưng mà theo số liệu thống kê là năm 2020 ung thư gan khoảng 15%, khoảng 15%, tức là chính xác là 14,5%, còn ung thư phổi thì chiếm khoảng 14,4%, còn ung thư vú khoảng 12%, hay nói chính xác là 11,8%, ung thư dạ dày khoảng độ 9,8%, ung thư đại tràng khoảng 9%, còn lại các ung thư khác ấy, chiếm tới khoảng trên dưới 40%. Đó. Và xin thưa quý vị, Viện Ung thư Bộ Y tế cho biết hàng năm bệnh nhân ung thư vào viện năm sau tăng hơn năm trước 20-30%. Đó, kinh khủng chưa? Cứ năm sau tăng lên tới 20-30% so với năm trước. Và xin thưa quý vị, có tới 34% bệnh nhân ung thư không đủ tiền chi trả thuốc sau một năm. Và 22% bệnh nhân thậm chí không thể thanh toán ngay cả chi phí đi lại. Bữa trước tôi có trình bày nói về một cái biệt dược thuốc của ung thư máu mà một viên thuốc là 100 USD, và bệnh nhân phải dùng với cái liều từ 2 đến 4 viên trong một ngày. Một ngày dùng từ 200-400 đô la, người nghèo có tiền không? Cán bộ công nhân nhà nước là cũng khó chứ đừng nói là người nghèo. Và là xin thưa với quý vị, năm 2018 Việt Nam xếp thứ 99 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ mắc ung thư mới, và 56 trên 185 quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân ung thư tử vong. Thì sau 2 năm đến năm 2020 thì sao? Thì Việt Nam đã nhảy lên từ như vậy là 99 lên thứ 91 trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ mới mắc ung thư, và từ 56 lên 50 trên 185 quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân ung thư tử vong. Nghĩa là ở Việt Nam mình đang có xu hướng gia tăng cả về tỷ lệ mắc cũng như về tỷ lệ tử vong. Đấy. Thế bây giờ đi về vấn đề nguyên nhân của ung thư thì như thế nào? Tình hình nguyên nhân của ung thư nói chung thì chúng ta đã biết rồi. Tế bào ung thư là những cái tế bào cực âm. Những tế bào này không phù hợp với mã hóa ADN của cơ thể và chúng phát triển rất nhanh và vô tổ chức, do đó dứt âm, cực âm, bệnh âm nó phát triển lan tỏa rất là nhanh. Vì vậy theo quan điểm của thực dưỡng là khuyên không ăn những thực phẩm âm hoặc là quá âm, kể cả rau củ quả quá âm cũng hạn chế, không nên ăn cho dù chúng là những thực phẩm tạo kiềm. Xin thưa quý vị, trước hết là do cái tình trạng máu quá toan, quá axit làm cho cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus và các tế bào ung thư phát triển, và cái độ pH bình thường của cơ thể chúng ta ấy là từ 7,35 đến 7,45. Đó là cái độ pH bình thường. Bởi vì do cái quá nhiều gốc tự do thì hàng ngày cơ thể chúng ta tiếp nhận và tự sản xuất hàng triệu gốc tự do. Chúng ta biết rồi, gốc tự do chính chúng là những hợp chất có một điện tử đơn độc và không ghép trong cái cặp nguyên tử của nó. Bởi vậy chúng nó thường xuyên là nó gây oxy hóa màng tế bào bình thường và cướp lấy một cái điện tử của phân tử bình thường và làm rối loạn cấu trúc ADN và đột biến gen và gây hiện tượng ngạt hóa tế bào. Nếu hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta không kiểm soát được thì sẽ dẫn đến các cái tế bào bị thoái hóa và ung thư và nhiều các chứng bệnh khác nữa sẽ xảy ra. Và những gốc tự do nguy hại nhất mà chúng ta đã thường thấy là có rất nhiều như hydroxin này, radian này, superoxide này, ozone, vân vân. Và nguyên nhân do yếu tố di truyền thì chúng ta nên biết là chỉ chiếm khoảng độ 3 đến 4%. Còn nguyên nhân do ăn uống thì đây được xem là cái nguyên nhân chính gây ung thư. Và thức ăn, có thể nói là thức ăn tạo cái môi trường axit từ thịt động vật để nuôi theo công nghiệp này, có nhiều hormone tăng trọng để tạo nạc này, kháng sinh, sữa bò cũng vậy, có hormone là kích dục này, hormone tăng tiết sữa và kháng sinh, nước ngọt, các loại hầu hết là có các chất gây ung thư. Rau củ quả thì có thuốc bảo vệ thực vật,
thức tăng trưởng, thực phẩm chế biến sẵn và các cái đồ chiên rán từ dầu thực vật, mà các cái loại dầu nó không chịu được nhiệt độ, nó chuyển thành các cái trans fats và cái acid béo chuyển đổi rất là độc hại. Những nguyên nhân khác là nguyên nhân do vấn đề hút thuốc này, do nhiễm độc các cái chất nicotine này, chất benzopyrene này, chất nitrosamine này, các ion vân vân nicotine trong trong thuốc lá. Rồi nguyên nhân do ô nhiễm môi trường, khí thải và khói bụi tạo rất nhiều các gốc tự do. Hàng ngày chúng ta đi sau các cái xe ô tô, xe máy trên đường phố nhiễm những các gốc tự do rất là nhiều. Nguyên nhân nữa là một cái nhân do sóng bức xạ không dây từ các cái thiết bị điện tử sinh hoạt hàng ngày như là điện thoại thông minh này, wifi này, cũng gây nên sự tăng sinh của các tự do. Nguyên nhân do stress, sốc tinh thần luôn tác động lên chức năng miễn dịch, trạng thái tâm này, rồi vấn đề giảm tần số rung động này dưới 200 đều là những yếu tố stress. Rồi nguyên nhân do độc tố nha khoa nữa chứ. Chúng ta đừng tưởng như vậy là nha khoa không ảnh hưởng gì đâu. Hỗn hợp hàn chám thủy ngân khi hàn răng này, rồi là vi khuẩn kỵ khi sản sinh ra cái thiêu đi vào máu và những cái kim loại trong cái cầu răng và trong thân thân răng giả cũng có ảnh hưởng. Rồi cái nguyên nhân là do vi khuẩn, rồi virus, rồi như vi khuẩn HP dạ dày này, vi khuẩn HPV này, vi khuẩn HBV này, HCV, rồi vi khuẩn virus viêm gan đấy, đặc biệt là do nấm candida được ruột. Chúng ta nên biết rằng như vậy, cái nấm candida được ruột đấy hầu hết là người ta bị nhiễm, chỉ mức độ nhiều ít, và chính nó là qua nghiên cứu người ta đánh giá là gây ra tới khoảng 80% các loại ung thư và các bệnh mãn tính. Và vấn đề cái quan trọng nữa là mà nhiều khi chúng ta không để ý, đó là nguyên nhân còn do nghiệp lực của mỗi người, nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp trong kiếp này. Đây là có thể nói là nhiều bệnh mà bác sĩ vào chẩn đoán chẳng biết nó là cái bệnh gì, nhưng mà đấy những cái bệnh kiểu thì nhiều khi đấy là bệnh do nghiệp mà mình không biết, hoặc là có thể nghiệp vào kiếp này, có thể nghiệp trước mà mình không hiểu được để Phật pháp. Thế cho nên là đấy là những nguyên nhân. Thế còn cái phương pháp điều trị thì như thế nào thì xin thưa quý vị, nhưng mà có một điều này chúng ta phải nên biết được cái nguyên nhân chính của bệnh tật là gì. Nguyên nhân chính của bệnh tật là do chúng ta quá bận rộn cuộc sống hàng ngày mà không còn giữ được cái tâm thanh tịnh. Nếp sống càng tiện nghi bao nhiêu thì con người ta lại càng lao tâm khổ tứ bấy nhiêu để đạt có cái tiện nghi cao hơn, lại thêm cái lòng tham muốn chiếm đoạt tranh đua để thỏa mãn cái dục vọng nhất thời, khiến cho cơ thể mất quân bình, rối loạn hoạt động tạng phủ, mất đi cái an nhiên tự tại sẵn có, hay nói một cách khác là mất đi chính mình. Cho nên chỉ có thể nói là mạnh dạn vứt bỏ đi những cái nhận thức này, những cái suy nghĩ, những cái hành xử và cách ăn uống sai lệch bấy lâu nay để trở về cái tinh thần nguyên thủy mới là yếu tố tiên quyết để trị cái căn bệnh trầm kha của đời. Lấy cái nguyên nhân chính sâu xa của bệnh tật để tổng hợp lên thì có thể phải nói như vậy. Còn cái điều trị ung thư bằng y học hiện đại thì như thế nào? Thì theo quy trình của pháp đồ hiện nay đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và cho phép là phẫu thuật, xạ, hóa trị. Đấy là những cái pháp đồ chính mà chúng ta có một điều chúng ta không thể phủ nhận, nền y học hiện đại đã có những cái công trình nghiên cứu rất quan trọng để tìm ra các loại vi khuẩn này, virus này, kháng sinh này, vaccine này, các loại máy móc y tế hiện đại và những cái kỹ thuật làm lâm sàng đấy, những kỹ thuật trong lâm sàng như là vấn đề ghép gan này, ghép thận này, thay tim này để chữa trị theo cái nền y học đối chứng trị liệu. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không thừa nhận vấn đề y học hiện đại chưa giải quyết được tận gốc của bệnh tật và các cái bệnh mãn tính, và vẫn có thể nói đang là thách thức đối với nền y học hiện đại. Đây, chúng ta điểm lại ba cái phương pháp chính của y học hiện đại về điều trị ung thư. Trước hết là vấn đề phẫu thuật, chúng ta nên nhớ một kích thước tổ chức ung thư chỉ bằng đầu cục tẩy thì có tới trên dưới 1 tỷ tế bào ung thư. Nếu chỉ một số ít nó lóng lỉnh trong số đó nó thoát khỏi dao mổ của bác sĩ thì như chúng ta vẫn thường thấy vậy thì ung thư nó có thể lan tỏa phát tán khắp cơ thể. Và xin thưa, di căn là vấn đề phát tán ung thư theo những giọt máu nhỏ nhiễm của tế bào ung thư di chuyển đến các mô lành trong quá trình phẫu thuật, nhất là ung thư gan.
Những người ung thư gan mà đã phẫu thuật vấn đề di căn là vấn đề rất nhanh, vấn đề rất nhanh. Thế nhiều bệnh nhân người ta biết là ung thư gan, nhất là ung thư mà đã bắt đầu có được di căn, chẳng ai người ta dám động đến phẫu thuật. Còn liều thì có nhiều người ta liều thì người ta làm cho nó gọi là thực nghiệm cho nó vui. Tuy nhiên phẫu thuật đấy để cắt bỏ một khối u có thể là việc mà bạn phải rất là cân nhắc. Ví dụ một cái ung thư ở cái vùng bụng đại tràng choán tất cả, bít tất tất cả hoàn toàn tự nhiên hóa, thì trong trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể là can thiệp nếu có điều kiện thì cắt toàn bộ khối u đó đi, hay là cái khối u nó ở một cái vùng não mà nó chèn ép đến các trung tâm đe dọa cái sự sống, thì nếu có điều kiện chúng ta qua cái phẫu thuật đó sau đó chúng ta sẽ chuyển sang các cái phương pháp chữa bệnh không được khác, đấy là khôn ngoan nhất. Đấy, còn nếu mà những cái u bình thường, tôi rất tiếc vừa rồi như vậy rất nhiều bệnh nhân ung thư tuyến giáp đến với chúng tôi là muộn quá, ung thư tuyến giáp rồi cuối cùng là xin bác sĩ đi cắt bẹt luôn cả cái tuyến giáp. Tuyến giáp vô cùng quan trọng, sao lại cắt đi, điều trị bảo tồn rất ok mà tại sao lại cắt đi. Thế cho nên là mà cuối cùng cái tuyến giáp mà khi mà cắt cắt hết toàn bộ, nó dẫn đến cái bệnh suy giáp mới khốn khổ khốn nạn. Thế còn cái phương pháp về hóa trị thì sao? Hóa trị là một sự hủy diệt phân chia tế bào bằng các cái thuốc cản trở vấn đề phân bào. Nó không chỉ nhằm tới tế bào ung thư đâu, mà có thể nói là còn các tế bào khác nữa, nó quánh tất cả các tế bào khác. Đó là hóa trị. Và hóa trị thì làm hư hại tế bào khi chúng phân chia. Chúng ta hãy nhớ con số khoảng 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta, mỗi ngày có khoảng 300 tỷ trong số đó tự thay đổi bằng cách phân đôi. Và hóa chất trị liệu không thể phân biệt được tế bào ung thư hay tế bào bình thường. Những tế bào phát triển nhanh như là tóc này, tế bào ruột, đường ruột này, tế bào tủy xương là những tế bào phát triển nhanh giống như gần giống như tế bào ung thư thì bị ăn đạm nhiều nhất. Trên người ta những người khi mà bị hóa chuyển hóa chất thì con người ta nghĩa là đau đớn lắm, đau đau đến tận xương tủy, đau muốn chết cho rồi. Đấy, bởi vì nó đánh vào các tế bào tủy xương, đánh vào các tế bào lòng ruột là những tế bào phát triển nhanh giống gần giống tế bào. Bản thân thuốc hóa trị xin thưa quý vị lại có thể gây ra một cái ung thư khác cho cơ thể. Và hóa trị liều cao là gì? Là tiêu diệt gen P53, tức là gen ức chế khối u, làm biến dạng ADN của các tế bào khỏe mạnh và dễ tạo thành các cái tế bào ung thư, và các cái ung thư có tính kháng lại thuốc hóa chất. Và đó là lý do tại sao mà các chuyên gia, các bác sĩ thường xuyên phải thay đổi thuốc hóa chất cho đến khi cái loại hóa chất gọi là mới nhất cũng không thể trị được. Và khi ung thư tái phát thì sức mạnh của nó khó mà bị cản được bằng hóa chất trị liệu, kể cả hóa trị chống đích cũng vậy. Mặc dù hóa trị là một phương pháp điều trị đúng theo phác đồ, theo quy trình mà được các chuyên gia ung thư cho rằng có cơ sở khoa học, nhưng kết quả còn vẫn rất hạn chế. Và chúng ta đã biết rồi, khi với phương pháp điều trị ung thư bằng xạ hóa trị, nó dẫn đến nhiều những cái ảnh hưởng đến giảm cái hệ thống miễn dịch rất là lớn. Và chúng ta đã biết rồi, trong số rất nhiều các bệnh nhân mà thí dụ nhiều nhiều các cái những người nổi tiếng, thí dụ như là ca sĩ Omni Tuấn chẳng hạn, sau một 100 chỉ hóa trị ung thư não ra đi ở tuổi 26 tuổi. Đấy. Hay ca sĩ Phương Lan ung thư não ở tuổi 32. Đấy, cũng chỉ sau khoảng 1 năm. Hay đạo diễn Huỳnh Thúc Điền và diễn viên Hải Đăng Lưu, diễn viên Hải Đăng Lưu sau khi điều trị hóa trị 1 năm ung thư gan ra đi ở tuổi 39, trên 40 tuổi. Hay là Trần Lập, quý vị biết Trần Lập là trưởng ban nhạc Bức Tường, bị ung thư trực tràng sau khi phẫu thuật được điều trị tích cực bằng xạ hóa trị sau 4 tháng ra đi ở tuổi 42. Tiếc không? Hay là người mẫu Duy Nhân sau khi điều trị hóa trị ung thư máu được 6 tháng thôi đã ra đi ở tuổi 42. Ung thư máu điều trị bây giờ bằng các phương pháp, ví dụ như ăn ăn thực dưỡng rất là ok. Hay là đặc biệt là bác sĩ Richard Teo Kensland, sinh năm 1972, mà anh này là một nhà phẫu thuật
rất là nổi tiếng về vấn đề thẩm mỹ học ở Singapore. Mỗi một ca phẫu thuật anh này thu tới 10.000 USD. Kinh. Mà chỉ sau có hơn một năm xạ hóa trị để ung thư phổi, anh đã ra đi ở tuổi 40. Đó. Một năm điều trị xạ hóa trị, nhà phẫu thuật nổi tiếng của Singapore đã ra đi ở tuổi 40. Nhưng mà trong khi đó ông Lê Minh Tuấn, ông điều trị ung thư phổi bằng cái gì? Bằng nhị nan van thần dưỡng. Ông sống được 36 năm vẫn đang sống sờ sờ ở Ba Đình. Đó. Đặc biệt là cháu Hạnh An, Hạnh An sinh năm 1999, là con của đạo sĩ bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm. Ung thư máu sau gần 2 năm hóa chất và ghép tủy từ bố sang con 3 lần. Vẫn ra đi ở tuổi 20 mà tốn kém tới như vậy gần 20 tỷ Việt Nam. Kinh chưa? Hay là gần gần đây thì có diễn viên hài Giang Còi, đúng không? Thì anh ấy sinh năm 62 mà chỉ có sau 7 tháng hóa trị ung thư hạ họng mà ra đi ở tuổi 59. Rồi còn rất là nhiều những trường hợp rất là tiếc. Thì đấy là phương pháp hóa trị. Còn phương pháp xạ trị ra phương pháp và thứ ba là trong cái quy trình điều trị được phê duyệt trong cái điều trị tức là xạ trị. Xạ trị có cái hiệu quả. Đấy, cái hình ảnh đây là bác Lê Minh Tuấn đây này. Đấy, bác vẫn sống sờ sờ này. Đấy, kinh chưa? Sống sờ sờ được gần thêm được gần 40 năm rồi đấy chưa? Đấy, ai bảo là nhịn ăn ăn thực dưỡng không ok. Quá tuyệt vời. Các bệnh nhân ung thư mà đến tôi tư vấn tôi đến bác Tuấn mà hỏi kinh vậy. Hoặc là vào Dương gọi mà học người ta. Và xin thưa quý vị đấy, cái phương pháp thứ ba là cái và trong cái quy trình điều trị được được cái gì trong điều trị ung thư là xạ trị, mà xạ trị là có cái hiệu quả là làm giảm kích thước khối u đối với một số ung thư, nhưng phần lớn cái tác dụng phụ của nó rất là rõ rệt. Chúng ta xem xạ trị cũng không thể phân biệt được tế bào ung thư hay tế bào lành, dù kỹ thuật có hoàn thiện đến đâu vẫn xem như là một cái phương pháp đốt cháy tế bào của bạn thành tro bụi. Nó giảm được kích cỡ khối u nhưng không đồng nghĩa với vấn đề chữa được ung thư, ta nên nhớ như vậy. Và phương pháp xạ xạ trị tiên tiên tiến gọi là xạ đích thì cũng vậy thôi. Và xin thưa với quý vị, bệnh nhân ung thư đã qua hóa trị xạ trị sẽ không bao giờ mà có thể phục hồi được cái mức chống oxy hóa trong cơ thể nếu không có các cái thực phẩm bổ sung với cái chế độ ăn thích hợp ở những chất chống oxy hóa. Đó là cái sự sống còn cho các cái bệnh nhân ung thư. Nếu như người ta không biết kết hợp các cái thực phẩm lành sạch trong thực dưỡng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là một cái rất là thiệt thòi. Một cái điều mà tôi rất là thương bệnh nhân bây giờ ở các bệnh viện là có cái món sữa gọi là sữa Ricova cho bệnh nhân ung thư. Cái sữa đấy, bởi vì người ta không hiểu vấn đề thực dưỡng, chứ người ta nghĩ là cái sữa từ đậu là ok rồi, không phải. Nhưng cái sữa phần lớn là từ đậu nành nảy mầm rất là âm, nó chưa được, nghĩa là làm cái quá trình gọi là lên men enzyme thì nó còn đỡ hơn. Đây nó hoàn toàn nó chỉ nảy mầm xong trở thành một cái loại sữa thành phần chính của Ricova trong mà dùng hiện nay trong các bệnh viện cho bệnh nhân ung thư, là cái sản phẩm sữa đó chủ yếu từ đậu nành, là không, theo tôi về thực dưỡng là không nên dùng. Và chúng ta đã biết rõ ràng như vậy là những cái bệnh nhân mà đã trải qua xạ hóa trị thì chúng ta thấy là rất là hạn chế, không điều trị được tận gốc. Trong khi đó vấn đề nhịn ăn định kỳ và thực dưỡng oxy hóa hỗ trợ trong phòng và điều trị bệnh nhân ung thư như thế nào, để xin đây để giới thiệu các quý vị một số những cái nét để chúng ta hiểu tại sao nhịn ăn và thực dưỡng oxy hóa lại hỗ trợ phòng và trị các bệnh ung thư. Mà điều này không phải ai cũng có thể đủ duyên đâu. Trước hết chúng ta bây giờ phải hiểu ngày xưa thời Đức Phật cách đây từ hơn 2.000 năm, Đức Phật đã nói rồi, người ta không có thể không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả là bởi vì nhân quả không phải là tôn giáo, nhưng nó chi phối mọi hoạt động hàng ngày trên mọi lĩnh vực đối với mọi vạn vật trong cái vũ trụ này. Và trong đời sống cũng vậy, cổ nhân có câu là bệnh tòng khẩu nhập mà họa tòng khẩu xuất. Khẩu xuất tức là bệnh từ miệng mà vào, mà tai họa từ miệng ra. Thức ăn bẩn là gì? Là nhân. Bệnh ung thư và các bệnh tật khác đấy là quả, đâu đâu có khác không, ngoài cái luật nhân quả, hoàn toàn theo cái luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Và xin thưa quý vị, thời Đức Phật có đại danh y là Kỳ Bá, ông Kỳ Bá.
đã từng nói với ngài Mục Kiền Liên ấy, tức là khi mà ngài Mục Kiền Liên có đưa một cái bệnh nhân đến mà hỏi cái nhà đại gia nhi này, bây giờ thầy thuốc có thể cho cái phương pháp nào tốt nhất để chữa bệnh cho bệnh nhân nặng này. Thì như vậy nhà đại gia nhi nói thẳng nhịn ăn là một phương pháp chữa bệnh tốt nhất. Cái thứ mấy nghìn năm như vậy là đã có những nhà danh nhi lớn từ thời Đức Phật đã nói như vậy. Hay là một danh nhi người Đức nhỉ, ông Anton Mayer chẳng hạn, ông có viết trong cái cuốn sách gọi là Chữa Bệnh Bằng Nhịn Ăn, ông nói như này: tôi xác nhận rằng nhịn ăn là phương pháp thần diệu nhất để chữa lành bất cứ bệnh gì. Đó, một nhà danh nhi người Đức. Hay là các nhà khoa học thì hầu hết đã cho rằng nhịn ăn là một cơ chế tự phân là một trạng thái tiêu hóa cái phần thức ăn mà nhờ cái enzyme ở trong từng tế bào, và đó chính là một quá trình tự tiêu hóa ngay trong nội bào, nhất là các khối u bất thường vì chúng không cần thiết đối với cơ thể và tự phân rã trong quá trình nhịn ăn, hoàn toàn không đau đớn như vấn đề can thiệp phẫu thuật hay là xạ hóa trị, không bị tác dụng phụ của các loại thuốc và giúp tiêu tan các khối u. Nó như một cái hình thức gọi là phẫu thuật tự nhiên, không cần dao kéo và bác sĩ, mà lại rất kinh tế, nhất là đối với người nghèo, đúng không? Cơ sở khoa học của nhịn ăn gián đoạn gọi là intermittent fasting mà giáo sư Yoshinori Osubi người Nhật ấy, thì ông đã từng được nhận giải thưởng Nobel vào năm 2016 về vấn đề chuyên đề vấn đề nhịn ăn gián đoạn. Ông cho rằng các tế bào tự phân hủy và tái tạo mới, nghĩa là tự thực bào, tự ăn lại những thức ăn đã qua một lần tiêu hóa trước khi cơ thể dung nạp thức ăn mới. Đúng là nghe thì có vẻ cũng lo ngại đây. Thế nhưng mà chính nhờ cái quá trình này nó lại giúp cho cơ thể ổn định hơn. Với sự trợ giúp của hệ thống lysosome hay là các tế bào quan tiêu thể đấy, thì bởi vì các cái này nó chịu trách nhiệm làm suy giảm vật chất nội bào, mà cơ thể có thể sử dụng các nguồn cung cấp protein của chính nó được lưu trữ dưới dạng tế bào hư hỏng này, rồi các vi khuẩn bất lợi. Nếu cơ chế tái tạo tự nhiên này mà không hoạt động hoặc là hoạt động kém hiệu quả, thì các cái tế bào hỏng hóc, các tế bào ung thư, vi khuẩn virus tích tụ dần sẽ dẫn đến bệnh tật. Và nhịn ăn là giải pháp diệu kỳ nhất. Và khi nhịn ăn, các tế bào sẽ sống lâu hơn, cơ thể ít bị viêm nhiễm hơn và hệ miễn dịch được cải thiện hơn. Xin thưa quý vị, giáo sư Gunther Longer thì ông chuyên là một nhà lão khoa và là một nhà sinh học của Đại học California, thì ông cho rằng nhịn ăn 3 ngày. Tại sao dựng gọi mình có cái nhịn ăn 3 ngày? Phải dừng gọi cũng căn cứ vào cái này. Nhịn ăn 3 ngày có thể tái tạo toàn bộ hệ miễn dịch ở người cho một cuộc sống khỏe mạnh. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì giáo sư Longo ông cho hay này, khi mà bỏ đói, cơ thể sẽ thúc đẩy cái gì? Thúc đẩy tế bào gốc để sản xuất thêm rất nhiều các cái bạch cầu để ngăn ngừa tình trạng nhiễm khuẩn, nhất là những người mà đang có hệ miễn dịch suy giảm, như là bệnh nhân ung thư này, hay là những bệnh nhân mà vừa mới qua xạ hóa trị này. Đồng thời đào thải những tế bào hư hỏng và giảm, đặc biệt là giảm cái enzyme PKA là cái loại hormone này để làm tăng phát triển các khối u. Đấy. Và chúng ta đã biết rồi, cụ tổ Hippocrates đã dạy nếu mà bạn ăn khi bạn đang bị bệnh là chính bạn đang nuôi bệnh. Đấy, cụ tổ dạy từ ngày xưa. Nhưng bây giờ các đệ tử có nghe đâu? Các giáo sư tiến sĩ bây giờ là học trò có chịu nghe cụ đâu? Toàn động viên là phải ăn cho đủ chất này. Nhưng mà người đời thường đúng là cứ truyền dạy giáo điều và thôi thì ráng ăn cho mau khỏi bệnh này, hay là không ăn thì làm sao có sức mà chống lại bệnh tật. Rồi là trên truyền thông giáo điều, và phần lớn các bác sĩ đều là có một cái sự tư vấn là phải ăn uống cho đủ chất nào cân đối, nào thịt, nào trứng, nào sữa, nào hoa quả, nào trái cây. Có những bệnh nhân, xin thưa, có những bệnh nhân ung thư đến còn làm tôi, bác ơi, bác sĩ ung thư bảo con phải ăn cả thịt chó để kích cầu
tiếp tục là dồn hóa chất, tiếp tục truyền hóa chất, sẽ tăng hồng cầu, tăng máu lên. Đấy. Thế cho nên là cái tư vấn hiện nay của các bác sĩ nói chung về y học hiện đại cũng phải nghiên cứu cho kỹ, mà mình phải tỉnh sống tỉnh thức. Rồi ngoài ra như vậy là các bác sĩ còn khuyên phải dùng nhiều vitamin tổng hợp này, đông trùng hạ thảo này, tổ yến chim cú vân vân đủ để đạt cho phần lớn từ 2.000 cho đến 2.500 calo trong một ngày. Đó. Rõ ràng như vậy là một những cái tư vấn là rất là nguy hiểm. Và xin thưa quý vị, hầu hết các căn bệnh, nhất là bệnh mãn tính, không đột ngột ập đến tấn công ta đâu. Bệnh tật cứ thầm lặng đến từ nhiều năm trời. Do ăn uống mất quân bình, do sự phóng túng không điều độ, do sự lao lực quá mức và những xung đột nội tâm về đạo đức cứ chậm chậm xói mòn sinh lực của chúng ta. Giáo sư Ozawa đã nói rồi, nguồn gốc của mọi sự trên đời này thì là do thức ăn tạo nên. May hay rủi, hạnh phúc hay khổ đau, khỏe hay bệnh, thọ hay yếu, thông minh hay đần độn, đẹp hay xấu, từ bi hay đố kỵ, tất cả đều do thức ăn mà ra. Khi hiểu được như vậy, ta sẽ thấy rằng loài người không hẳn là xấu mà cũng chẳng hẳn là tốt, bởi vì họ được đào tạo và nuôi dưỡng bởi thức ăn xấu tốt mà thôi. Xin thưa quý vị, lấy cái nhịn ăn là như vậy. Hay còn nói về cái phương pháp thực dưỡng thì cái điểm khác biệt lớn nhất của phương pháp thực dưỡng Osawa đối với các phương pháp thực dưỡng khác là khi khái tinh thần chết đi sống, tức là phương pháp thực dưỡng Osawa không chỉ đề cập đến vấn đề ăn uống mà còn thiên về vấn đề giáo dục con người để sống hòa với quy luật âm dương của vũ trụ. Và mục đích cuối cùng của cái phương pháp thực dưỡng Osawa là gì? Không chỉ dừng lại vấn đề duy trì sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, mà điều cần hơn nữa là phát sinh trí tuệ, nâng cao trí phán đoán để hiểu được quy luật của vũ trụ. Xin thưa quý vị, cái phương pháp thực dưỡng Osawa là nhằm giải quyết tận gốc của bệnh tật. Bởi vì sao? Bởi hầu hết các căn bệnh mãn tính, nhất là bệnh ung thư, chúng nó đều là trải qua trong một cái quá trình nhiều năm nhiều tháng chúng ta ăn uống ăn bẩn, ăn thực phẩm quá âm quá axit, nó làm suy yếu hệ miễn dịch, không còn cái khả năng phòng vệ để vô hiệu hóa các cái tác nhân gây bệnh. Thế cho nên là từ đó ung thư xuất hiện có gì đâu. Bởi vậy, ngay khi phương pháp thực dưỡng Osawa là đưa ra cách ăn uống quân bình âm dương để phù hợp với trật tự vũ trụ, và thức ăn thuận thiên nhiên sẽ khôi phục lại những năng lượng tiềm ẩn kỳ diệu của cơ thể. Và phương pháp thực dưỡng Osawa thì xin thưa là lấy ngũ cốc nguyên cám từ gạo lứt này, hạt kê này, yến mạch này, nguyên cám, bột mì lứt và những thực phẩm quân bình từ đậu đỗ rau củ là chủ yếu, để tạo nên một cái nguồn thực phẩm, thức ăn quân bình và thực phẩm quân bình để là cùng nguồn thực phẩm ấy. Thức ăn quân bình, thực phẩm quân bình sẽ tạo ra một cái máu huyết tốt để đến nuôi dưỡng các tế bào cơ thể, và đây là cái nguyên lý không thể thay đổi, và từ đó cơ thể sẽ được cải thiện các hoạt động chuyển hóa nội tiết và miễn dịch, và chính cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh từ cấp tế bào nguồn gốc của bệnh tật. Xin thưa quý vị, và trong các cái thực phẩm thì chúng ta nên biết rồi, những cái thực phẩm tạo môi trường axit thì rõ ràng ta phải biết là các loại thịt mỡ động vật, và nhất là thịt mỡ động vật ngày nay đủ các loại hormone và xúc xích cùng với các chế phẩm làm từ thịt động vật, nhất là những loại chúng ta biết nuôi heo công nghiệp để bằng các hormone, rồi là các loại sữa động vật cũng vậy. Bây giờ không phải hiếm có loại sữa nuôi bò bằng cỏ không, giờ người ta nuôi công nghiệp hết, hormone đủ các loại hormone kích thích hormone tăng tiết sữa rồi kháng sinh, đường tẩy trắng nó học gạo sắt trắng, bột mì trắng, bún phở lứt trắng làm từ gạo sắt trắng, mì tôm, xin thưa quý vị, trong mì tôm có tới khoảng 15 đến 20 các cái chất có thể gây ung thư, bim bim, kẹo bánh, nước ngọt, hoa quả có tăng trọng, Coca, Pepsi, bò húc kinh khủng lắm, rất axit. Hầu hết các cái thuốc chữa bệnh từ chất vô cơ cũng đều là cái môi trường tạo axit. Thì đấy là những cái thực phẩm đó chúng ta cần phải biết để chúng ta hiểu. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào vấn đề ung thư phổi. Trước hết là ung thư phổi, chúng ta nên biết rằng phổi là một cái cơ quan chính của hệ hô hấp. Ngoài cái đường dẫn khí, phế quản, phổi còn có hai cái lá phổi. Phổi phải thì có ba thùy, thùy trên, thùy giữa, thùy dưới. Phổi trái thì có hai thùy, thùy trên, thùy dưới. Người ta có thể nhịn ăn vài tuần đến vài tháng, nhịn uống vài ngày, nhưng không thể nhịn thở quá 15 phút.
Nghĩa là phổi giữ một cái vai trò vô cùng quan trọng để bảo đảm cái hoạt động sống cho con người, cho cơ thể, đúng không? Chúng ta có nhịn ăn được 3 ngày, chúng ta có nhịn thở được 3 ngày, chết to luôn. Mà xin thưa với quý vị, ung thư phổi là sự phát triển của các khối u vùng phổi, hay nói một cách khác là một phản ứng thông thường đối với sự lựa chọn lối sống và cách ăn uống sai lầm của bạn từ nhiều ung thư phổi là loại ung thư có một tỷ lệ đứng sau ung thư gan, chiếm khoảng 14, ở Việt Nam là 14,4% từ sau mỗi ung thư gan. Và trong những năm gần đây, người ta thấy Việt Nam chúng ta theo như bệnh viện ung bướu Hà Nội năm 2018 thì cho biết mỗi năm có tới khoảng 23.600 những ca mới mắc, và mỗi năm có tới 20.700 ca tử vong trong tổng số mà theo số liệu trước là trên 300 ca, nhưng bây giờ là 450 ca chết vì ung thư mỗi ngày. Và ung thư phổi như vậy chiếm tới 50 đến 70 ca. Và thuốc ung thư phổi thì được chia ra làm hai loại: ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm khoảng 15%, tức là tế bào này có kích thước rất nhỏ, dạng ung thư này phát triển nhanh và dễ di căn, tỷ lệ tử vong cao. Loại này thì thường phát triển trong các cái đường dẫn khí lớn của các khí phế quản, những phế quản chính này, phế quản thùy này. Đấy. Và ung ung thư phổi mà không phải tế bào nhỏ thì chiếm là đa phần. Còn ung thư phổi tế bào nhỏ chỉ chiếm chiếm có 15%, nhưng mà ung thư phổi không phải tế bào nhỏ chiếm tới 85% và phát triển chậm hơn so với lại ung thư tế bào nhỏ. Và dạng này có ung thư biểu mô tế bào vẩy này chiếm tới 30% này, thường ở các đường dẫn khí lớn, mà còn có tên gọi là ung thư phổi biểu mô dạng biểu bì đấy. Hay là ung thư biểu mô tuyến thì chiếm tới 40%, thường là từ các vùng mô phổi ngoại vi, và tiên lượng thì tốt hơn các loại khác. Ung thư biểu mô tế bào lớn, ung thư tiểu tiểu biểu mô tế bào lớn thì chiếm khoảng 15%, loại này khó điều trị hơn hai loại trên trong ung thư phổi. Và trong ung thư phổi không tế bào nhỏ đấy, và loại này ở cái vùng thường là vùng màng phổi nên hay gây hiện tượng tràn dịch màng phổi và đau ở cái vùng vùng ngực tương ứng, và tỷ lệ sống chỉ dưới 5 năm. Thì đấy, chúng ta cũng để biết sơ bộ như vậy. Thế còn như vậy là ung thư phổi mà điều trị theo y học hiện đại thì sao? Phẫu thuật được xem như là phương pháp đầu tiên để cắt bỏ khối u. Rồi đến phương pháp xạ trị là phương pháp khá phổ biến được áp dụng, nhất là những khối u to. Rồi đến phương pháp hóa trị để hủy diệt sự phân chia tế bào cũng thường được áp dụng cho những bệnh nhân giai đoạn muộn di căn và tiêu diệt tế bào ung thư, rõ ràng cùng các tế bào khác có tác dụng phụ rất là nhiều: buồn nôn, nôn ói mửa, thiếu máu, rụng tóc, suy kiệt, suy giảm miễn dịch và rất là đau đớn. Còn phương pháp nút mạch thì sao? Nút mạch nhất là trong ung thư gan, thì nút mạch để không cung cấp máu cho cái vùng khối u tế bào ung thư. Tuy nhiên thì cũng khá không ít, tức là nhiều bệnh nhân sau khi nút mạch vẫn một số bệnh nhân vẫn chúng tôi đã gặp, đã đến cũng đã trải qua rồi, không giải quyết, thậm chí vẫn còn di căn. Điều trị miễn dịch bằng một số các loại thuốc như là thuốc durvalumab này, là pembrolizumab này, tại một số các loại ung thư ấy, thì giá thành rất là cao, thì chúng ta không không đủ sức được dùng. Còn liệu pháp miễn dịch tự thân thì sao? Chúng ta đã biết rồi, miễn dịch tự thân là gì? Tức là lấy máu của bệnh nhân rồi tách lọc tế bào miễn dịch, rồi nuôi cấy nhân lên trong phòng thí nghiệm, sau đó hoạt hóa và đưa lại vào cơ thể người bệnh. Phương pháp này thì có ưu điểm hơn các phương pháp phẫu thuật xạ hóa trị. Tuy nhiên, với những người bệnh nhân mà có bệnh tự miễn hay là ung thư máu, tế bào T, và những cái bệnh nhân mà đang dùng thuốc ức chế miễn dịch sau ghép tạng thì không áp dụng được, và phương pháp này cũng rất là khá tốn kém, người nghèo chỉ có nằm trong mơ. Trong khi đó thì sao? Nhịn ăn và thực dưỡng oxo hóa để thoát khỏi ung thư phổi khá ok. Chúng ta biết rồi, giáo sư Osawa đã nói nhịn ăn là một trong những cách chữa bệnh cổ xưa nhất của tự nhiên. Bất kỳ con vật nào khi đau ốm cũng đều tự nhiên nhịn ăn theo bản năng tự nhiên. Nhịn ăn là một cái quá trình để phá vỡ, để tiêu tan và thải trừ các chất cặn bã
độc tố tích tụ lâu ngày trong các cái tổ chức mô tế bào, trong các tạng phủ của cơ thể để làm thanh lọc một cách tự nhiên, làm cân bằng lại âm dương, nghĩa là đào thải thực sự những nguyên nhân nội tại của bệnh tật, thanh lọc sạch sẽ cơ thể. Và sáu, giáo sư Ozawa rất tán thán cái phép nhịn ăn để chữa bệnh, tức là những cái bệnh nan y như là ung thư này, khi bước vào cái phương pháp thử nghiệm Ozawa, nếu người bệnh duyên. Và chính giáo sư Ozawa đã từng trải nghiệm nhịn ăn 2 tháng liền, 60 ngày đấy, vào tháng 8 và tháng 9 năm 1955. Trong năm 1956, giáo sư Ozawa đã sang châu Phi tìm hiểu và nghiên cứu gọi là bệnh ung sang nhiệt đới, gần như bệnh ung thư, đã tự gây cái nhiễm bệnh ung sang nhiệt đới tại châu Phi, sau đó rồi nhập viện. Đến khi mà các giáo sư bác sĩ bó tay, ông đã về và tiết thực nhịn ăn 10 ngày và hoàn toàn chữa bệnh, lành bệnh cái ung thư ung sang nhiệt đới, để chứng minh cái phương pháp nhịn ăn này cho các bác sĩ tại châu Phi. Tuy nhiên, không phải các giáo sư bác sĩ y học hiện đại nào cũng chấp nhận điều này. Cái này nó còn liên quan nhiều vấn đề. Thế cho nên có thể nói nhịn ăn chính là giúp cơ thể thực sự được nghỉ ngơi, tức là phục hồi cái sinh lực để đem lại sự trẻ trung, vấn đề chống lão hóa. Chúng ta biết rồi. Thế và nhiều bệnh nhân người ta đã từng nhịn ăn và giải quyết rất tốt. Và sau đó, sau khi nhịn ăn, chúng ta bắt đầu kết hợp với ăn thực dưỡng. Thì cái tỷ lệ sống rất là cao. Như là tôi đã nói, như là cụ ông Lê Minh Tuấn ấy, ông sinh năm 1945, ung thư phổi đấy, ở số 3 Yên Bái, ở số 3 Yên Thế, ở quận Ba Đình, Hà Nội, năm 1983. Ông là đại úy của Viện Trăm Cá và được xác định là ung thư phổi kích thước bằng gần quả trứng gà. Và ông lúc đó bố ông là giám đốc một bệnh viện 108, ông là đại úy ở trong cái phòng hậu cần. Ông bố mới là toàn bộ hội đồng giáo sư đã chuẩn bị cái phương án cho con. Phẫu thuật cắt u ở vùng phổi, sau đó xạ hóa trị. Thế nhưng mà chẳng hiểu cái duyên lành thế nào, ông lại nghe cụ Lê Minh. Cụ Lê Minh là gì? Cụ Lê Minh ấy là nguyên là giám đốc đầu tiên ở viện chúng tôi, còn chúng tôi là thế hệ sau. Năm nay cụ khoảng tầm 97, 96, 97. Bây giờ cụ đang sống ở Mỹ con. Thế và lúc đó cụ thôi làm giám đốc viện y học hàng không, cụ về làm chủ nhiệm khoa đông y của viện 108. Ông cụ bảo mày nhịn ăn đi. Bảo ông Lê Minh mày nhịn ăn và ăn thực dưỡng. Thế nào là ông Lê Minh Tuấn lại nghe theo cụ Lê Minh. Cuối cùng thực hiện nhịn 20 ngày. Ăn 20 ngày nhịn ăn, đâu ông ấy định nhịn ăn 1 tháng cơ. Nhưng nhịn ăn được 20 ngày là ông bố mới lại bà vợ cũng van lại thôi, thấy cứ gầy đéo đét đi. Nhưng ông vẫn khỏe, sau đó ông ăn bài số 7 hơn 3 tháng. Sau 4 tháng như vậy là hội đồng giáo sư để gọi vào xem ông này sống hay chết. Gọi vào kiểm tra chụp phổi. Thì như vậy là khối u biến mất. Và sau còn những năm sau, khoảng hơn năm sau ông còn nhịn một đợt, như vậy là 40 ngày. Mà sau đó là cả bà vợ ông này, rồi là con trai ông, toàn những bệnh kinh khủng, nhưng cuối cùng cũng nhờ nhịn ăn thực dưỡng. Ok. Và năm nay ông đang ở tuổi 76, 77. Chưa? Hay là anh Lê Chí Dũng, sinh năm 1965 ở Hà Nội. Năm 2004, được chẩn đoán là ung thư phổi, giai đoạn 4B, đã di căn phổi, cơ hoành và trung thất sau khi phẫu thuật này. Và nhà của anh Dũng này toàn là giáo sư, rất là nhiều giáo sư, tiến sĩ ở viện ung thư, viện ca. Sau khi mà phẫu thuật, sau đó là sang bên Singapore, hóa trị 6 lần, hết 1 tỷ 2, cô vợ phải bán đi cả nhà, cơ thể thì suy kiệt nặng. Và nghĩa là bây giờ bệnh viện bảo chuẩn bị, nghĩa là làm tiếp một cua nữa là 6 lần nữa. Nhưng cô vợ của Hằng, khi mà tôi viết cái quyển phòng ngừa chữa bệnh ung thư, tôi phải đến đến tận nhà vợ chồng anh Dũng nữa. Anh này sinh năm 65, còn vợ chị vợ sinh năm 71, 72. Thế mà tôi có tâm sự với anh thì anh phải thổ lộ thế này là: bác ơi, cháu mà không được có vợ cháu thì cháu chết lâu rồi. Đấy, cái chị Hằng tuyệt vời lắm, những người vợ như thế mới gọi là vợ. Thế và như vậy là sao? Sau khi mà 6 lần hết 1 tỷ 2 bán nhà đi rồi, bác sĩ ở Singapore bảo chuẩn bị làm 6 lần nữa.
chị Hằng ấy, vợ anh Dũng mà chết cũng không không chuyển nữa, quay về Việt Nam. Mà về Việt Nam cuối cùng là cơ duyên thế nào lại gặp những người đã từng ăn thực dưỡng, đã từng bị ung thư để tặng cho quyển sách, sướng quá. Là quyết tâm đi theo con đường thực dưỡng, về nhịn ăn 37 ngày. Nhưng mà không phải nhịn ăn tại Hà Nội đâu, phải đưa về quê Sơn Tây để cách ly bên nhà chồng ra, không có này công các bà sao mà mày giết chồng mày à, thấy kiên cường như vậy. Nhịn ăn 37 ngày liền, sau đó bắt đầu mới bắt đầu ăn thực dưỡng. Và hiện nay anh vẫn sống sờ sờ từ năm 2004 cho đến đến hôm nay, gần 20 năm kinh khủng chưa. Rồi là chị ở chỗ cô Kim Thị Lụy nhé, sinh năm 1959 thì bạn ở quận Hà Đông, ngay Hà Đông này. Năm 2018 thì cũng được Viện 103 xác định là ung thư phổi, và đã như vậy là đã được phẫu thuật. Nhưng cô này không xạo hóa trị, quyết tâm không xạo hóa trị và chuyển sang tu tập và ăn thực dưỡng, ăn bài số 7, ăn tới 7 tháng bài số 7, 7-8 tháng, khoảng 7 kinh. Và cũng có thời gian nhịn ăn tới 11 ngày. Thế bây giờ như vậy là sau 2 năm sau đó là sức khỏe rất ổn định, và cô lại sống được hơn 10 năm nay rồi, mười mấy năm nay rồi. Thấy chưa? Từ năm 2008 mà năm nay là 2022, được 14 năm nay rồi, kỳ diệu chưa. Hay là gần đây có chị Nguyễn Thị Kim Châu, sinh năm 1967 ở thành phố Hồ Chí Minh này. Năm 2013 bị ung thư phổi, đã điều trị ở Singapore suốt 6 năm, mỗi một ngày dùng một, chị này không chuyển nổi hóa chất, bởi chuyển hóa chất là không chịu nổi. Thế là bắt đầu như vậy là chuyển sang uống uống thuốc viên hóa chất, trị giá mỗi một viên 500 USD một viên, một ngày 500. Cuối cùng vẫn ra đi, à, cuối cùng vẫn di căn, và đã dùng đến tất cả các loại thuốc mới nhất và bệnh viện ở Singapore, và cuối cùng bệnh viện cũng bó tay. Sau đó duyên lành thế nào, cuối cùng tháng 6 năm 2019 ấy, chị này là duyên lành thế nào được mách bảo về chùa Long Hương ăn tiết thực rồi ăn thực dưỡng. Hiện tại với chị vẫn ok, tuyệt vời đó. Nhiều trường hợp bệnh nhân thậm chí trả về chờ chết, mặc dù người ta đi theo các cái con đường chữa bệnh không dùng thuốc. Để chúng ta thấy rằng rõ ràng như vậy là cái phương pháp nhịn ăn và thực dưỡng nó rất là diệu kỳ, và nhiều khi do mình không đủ duyên thôi. Thế còn bây giờ sang đến vấn đề bệnh ung thư gan, nhịn ăn và thực dưỡng hỗ trợ như nào trong cái điều trị vấn đề ung thư gan. Thì trước hết cũng phải xin trình bày quý vị như vậy là gan nó như thế nào. Chúng ta hiểu cái gan, chúng ta phải hình dung cái gan nó như một cái nhà máy lọc tinh chế, là một cái cơ quan rất là quan trọng trong cái quá trình để chuyển hóa này, dự trữ glucogen này, sản xuất protein này, sản xuất mật và thải độc, chuyển hóa glucid này, lipid, và nhờ hàng loạt các cái men đặc hiệu mà chỉ có ở gan qua cái chu trình Krebs ấy. Và gan còn sản xuất mỗi ngày khoảng 3 lít mật, cô lại và đưa xuống ruột khoảng 1 lít mật để tiêu hóa. Gan có cái chức năng thải độc, sản xuất ammonia NH3 đấy, và thành ure để đào thải. Và gan còn thải độc kim loại nặng từ các cái nguồn thực phẩm, rồi từ nguồn nước, và gan giải độc rượu, bia, biến cái ethanol thành cái acetat. Rõ ràng cũng chủ cái anh gan là một cái nhà máy tuyệt vời luôn. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không thương cái giờ để cho nó làm việc thì chúng ta lại thức, là cái giờ gì, từ 11 giờ đến 1 giờ đêm là anh gan anh để cho anh làm việc, anh thải độc. Thì bây giờ con người ta nghĩa suốt ngày vào như vậy là chắc chích xem nọ xem kia, hoạt động suốt cái thời gian đó, thì thế chúng ta tự mình giết mình. Và ung thư gan ấy là một cái tình trạng xuất hiện một khối u tại vùng gan, hay nói đúng hơn là phản ứng thông thường của sự lựa chọn lối sống và cách ăn uống sai lầm của mình từ rất nhiều năm nay. Và theo thống kê của Tổ chức Y tế chúng ta đã biết rồi, ung thư gan đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Tại Việt Nam, ung thư gan đứng hàng đầu. Và thống kê năm 2010, ung thư gan mới chiếm tới 14,5% với khoảng hơn 26.000 người nhiễm mỗi năm trong tổng số các loại ung thư của Việt Nam. Và tỷ lệ ung thư gan ở nam giới tất nhiên thường là cao hơn, bởi vì các anh là thường uống rượu nhiều, bia rượu nhiều, cho nên là
là cái anh gan phải gánh nặng. Triệu chứng của ung thư gan chúng ta biết rồi, ung thư gan xin thưa quý vị rất là khó sàng lọc để phát hiện sớm ở cái giai đoạn đầu. Bởi vì sao? Bởi cái biểu hiện của nó rất là bình thường, rất là mơ hồ, người bệnh ít chú ý tới và rất dễ nhầm là những căn bệnh của rối loạn chức năng gan này, hay là viêm gan này, xơ gan này, u gai máu gan này, và rất dễ chẩn đoán nhầm, hoặc là ung thư để sót lại là không phải, hay là cũng có trường hợp là chẩn đoán như vậy ung thư nhưng mà nó không phải là ung thư. Nhiều trường hợp cái u gai máu là như vậy, là cuối cùng chẩn đoán. Và tôi, chính tôi cách đây từ mấy chục năm đã gặp những trường hợp này. Đó là gì? Đó là trường hợp cái của cái mà nó ảnh hưởng dẫn đến tâm lý, đó là cái anh gọi là anh đích tham mưu phó của sư đoàn, đó là tôi chủ nhiệm quân đội sư đoàn. Thì như vậy là một bệnh quân đội ở miền Trung đấy, thì khi mà chọc sinh thiết ở gan của anh là cái u gai máu, thì bác sĩ giải phẫu bệnh lý đọc thế nào ra thành tế bào ung thư. Thế là hai vợ chồng góc thuốc thích, chúng tôi động viên cứ bình tĩnh để tôi chuyển cho ra ngoài 108, của anh là quân đội mà, thượng tá lúc đó. Ra như vậy kiểm tra lại và nhớ là làm sinh thiết lại cái u đó ở trong gan, mà ở chỗ bệnh viện miền Trung bảo đây là ung thư, và nhớ là phải gửi đi ba bệnh viện, xin gửi đi ba bệnh viện lớn ở Hà Nội để lấy khách quan. Và sau đó hai vợ chồng ra kiểm tra viện 108 và làm đúng như vậy, thì tất cả ba bệnh viện lớn đều xác định đây là những tế bào ở cái dạng u gai máu chứ không phải là ung thư. Thế là hai vợ chồng hoan hỉ, bây giờ vẫn sống sờ sờ mấy chục năm nay, thấy chưa? Đấy, nhiều khi những cái trường hợp chuẩn đoán nhầm là ung thư, xong rồi cho xạ hóa trị bảo là khỏi, đấy là do chuẩn đoán nhầm. Thì đã xạ hóa trị khó mà khỏi, nhất là ung thư gan, đừng có mơ, khó lắm. Đấy, tôi muốn nói một cái điều là cái ung thư gan có thể nói rất khó để phát hiện sớm và rất dễ nhầm là ung thư hay không ung thư. Và cái triệu chứng chủ yếu của ung thư gan là gì? Nó cũng rất, đã tôi nói là rất giống như các cái bệnh cảnh khác của cái bệnh gan: chán ăn, đau tức vùng hạ sườn phải, trướng bụng, có thể là vàng da giống như một cái viêm gan. Còn nếu nặng hơn thì ở giai đoạn muộn thì nó xuất cân rõ ràng, là buồn nôn, rất mệt mỏi, thậm chí như vậy là như vậy di gan. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân mà ở đây chúng ta đã được biết rồi, cái nguyên nhân chính của cái ung thư gan thì là gì, là do gì? Theo như y học hiện đại thì do xơ gan, do viêm gan B, viêm gan C, mà chủ yếu là từ viêm gan B, do rượu bia. Chúng ta biết rồi, như vậy là rượu bia thì nó làm hủy hoại tế bào gan, đúng không? Thế rồi là còn nhiều những nguyên nhân khác, nếu mà rồi những cái một số các cái loại lạc, các loại đậu đỗ mà như là lạc nó có cái nhiễm aflatoxin ấy, lạc mốc, nó cũng gây ra vấn đề ung thư gan. Rồi một số các thuốc corticoid, rồi thậm chí kể cả vitamin C liều cao cũng bị ung thư. Mà chính hai vợ chồng nhà khoa học nổi tiếng Pauling ấy, ông đã đạt được giải Nobel đấy, về hóa học. Đấy, thì chính như vậy là ông là đây bị dùng cái liều, gọi là cái trường phái dùng liều rất cao vitamin C, rồi ông là bị ung thư gan đấy, nhà khoa học. Thế còn cái phương pháp đấy, nếu mà đi theo các cái con đường mà phẫu thuật thuật xạ hóa trị, mà nhất là phẫu thuật ung thư gan, thì là thật là nguy, bởi vì nó sẽ di căn rất là nhanh. Chúng ta biết rồi, gan là một cái cơ quan, nghĩa là chứa rất là nhiều máu, mà nó là một cái nhà máy, nó phát tán từ nó đi, máu qua gan được đi khắp tất cả cơ thể, động vào nó là coi chừng. Thế còn các cái phương pháp xạ hóa trị chúng ta biết rồi, kể cả nút mạch đấy, nhiều bệnh nhân nút mạch ở các bệnh viện lớn đấy, nhưng cuối cùng nó vẫn di căn. Và dùng để chẩn đoán ung thư gan thì ung thư gan có nguyên nhân thường xuất hiện, chúng ta biết rồi, như vậy là có rất nhiều nguyên nhân như vậy. Thế còn nguyên nhân thứ phát thì có thể sau khi bị một cái ung thư ở một cơ quan khác di căn đến, nhiều khi dạ dày chẳng di căn trong gan. Cho nên về chẩn đoán thì người ta có thể chẩn đoán qua siêu âm này, chụp MRI này, rồi là xét nghiệm AFP này. Thế mà ngay cả cái chụp MRI đấy cũng nhầm nhé. Chúng ta đừng tưởng vậy, gọi là chụp cộng hưởng từ mà, MRI đấy, chụp cộng hưởng từ đấy. Đã có những bệnh nhân ở viện ca, bệnh viện ca Tân Triều,
sau khi chụp MRI, sau đó là bác sĩ là chẩn đoán ung thư gan cho người ta chuyển hóa chất được khoảng độ 2-3 lần, thì bây giờ cuối cùng là phát hiện ra là không phải, thế là cho người ta ăn đạn gì bằng giết người ta. Cuối cùng của nó là cái gì, là một cái áp xe gan do amip đấy, chẩn đoán thành ung thư qua MRI nguy hiểm, bởi vì cái nó còn phụ thuộc cái anh bác sĩ đọc cái kết quả đó như thế nào. Cho nên có thể nói điều trị về y học hiện đại, vấn đề phẫu thuật, vấn đề nút mạch, vấn đề xạ hóa trị, điều trị trục đích vân vân, thì có thể nó chỉ là cái điều trị triệu chứng mà cũng rất là mệt mỏi, nhiều khi là nó dẫn đến nhiều những cái phiền toái, hậu quả rất là hạn chế. Thế và ngoài ra điều trị theo y học dân tộc thì bây giờ cũng có rất nhiều các cái sản phẩm có thể hỗ trợ như là An Can này, Fucoidan này, An Can này, Kumagon, Gau, Care này, hay là Heposan. Bây giờ cái này cũng tốt, từ là Heposan, từ cái rễ cây ưng bất bạc đấy, thì cái này cũng là một trong những các gọi là cái thực phẩm từ cỏ cây hoa lá ở của truyền thống của dân tộc ấy, thì cũng hỗ trợ. Thế nhưng mà nếu những người đó mà biết kết hợp với lại ăn thực dưỡng thì mới ok. Thế còn rõ ràng cái nhịn ăn thực dưỡng một số và ăn thực dưỡng thì rất tuyệt vời rồi. Vì sao? Cái cơ quan quan là cái cơ quan nó làm việc cái nhà máy như thế, mà bây giờ chúng ta cứ tống thức ăn vào lúc đang bị ung thư thì khoa khác gì như vậy, làm cho nó quá tải không? Phải nhịn ăn. Nhịn ăn được càng nhiều càng lâu càng tốt. Thì sợ mình không đủ duyên. Còn sau đó thì mình sẽ có thể bắt đầu chuyển sang ăn hỗ trợ các cái phương pháp điều trị bằng thực dưỡng. Thì chúng ta đã biết rồi, rõ ràng là cái nhưng mà nhớ một cái điều này, các cái bệnh nhân về ung thư nói chung và kể cả ung thư gan, ung thư phổi, thì ngoài các cái thực phẩm thực dưỡng ra thì chúng ta nên dùng thêm cái bột tam thất. Bột tam thất ngày khoảng độ 5 cho đến 8 gam. Bột tam thất chia ra 2 lần. Bột tam thất Bắc ấy nhá. Bột tam thất Bắc rất là tốt. Thì đấy là những cái thực phẩm rất là quý trong vấn đề điều trị ung thư. Và tôi xin thưa là có những bệnh nhân người ta không đủ duyên ăn thực dưỡng trước kia, mà do người ta hạn chế không dùng thực phẩm bẩn như thịt nữa. Người ta ăn chay xong người ta uống thêm cái bột tam thất. Nhiều bệnh nhân sống tới trên dưới chục năm. Đấy. Hay lắm. Chỉ có điều đừng có mua bộ tam thất giả. Đấy là những xin thưa quý vị thì trong cái chương trình tối nay thì chia sẻ với quý vị về cái chuyên đề như vậy, để chúng ta như vậy làm sao chúng ta sớm như vậy là thấy được cái nguyên nhân của bệnh ung thư nói chung, và rồi là cái tình hình ung thư của ung thư gan, ung thư phổi, là hai cái ung thư mà chiếm một cái tỷ lệ khá cao trong các cái bệnh trên dưới 200 bệnh ung thư, gần 30%, để chúng ta phòng ngừa, đừng để như vậy khi nó gõ cửa, bây giờ bắt đầu mới tỉnh thức. Tôi rất là tiếc cho rất nhiều bệnh nhân như vậy, bắt đầu ung thư bây giờ bắt đầu, chồng hay vợ bảo thôi thế thì sẽ em dẫn anh đến chỗ bác Bích đi để tư vấn ăn thực dưỡng. Thế lúc bị bây giờ bắt đầu thì nó muộn quá rồi, nhất là cái trường hợp ung thư gan thì nó quá muộn. Thế cho nên là phải có một chế độ ăn để phòng ngừa, bởi cái phương châm của ngành y tế, của nền y học thế giới là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không? Chứ đừng để bắt đầu bệnh thì chữa nó muộn hơn. Ngay từ bây giờ là mình đã có một cái nhìn nhận, có một cái lối sống tỉnh thức hơn, để làm sao để mình phòng ngừa các bệnh tật. Đừng để một ngày như vậy mình rơi vào trong số những người như vậy, một ngày hơn 450 người chết vì ung thư, hơn 500 người chết vì bệnh tim mạch đột quỵ, hơn 200 người chết vì tiểu đường. Đó. Chiều nay có hai cụ già như vậy trên dưới 80 tuổi đến xin tư vấn về ăn thực dưỡng. Thế như vậy một cụ rất là tinh tấn nhưng một người nhàng nhàng không béo khỏe, chẳng phải dùng thuốc gì. Còn một cụ như vậy là cũng 79 rồi, như vậy là thỉnh thoảng cũng còn làm tí thịt hay là bạn bè ông hay được mời đó, cho nên là vẫn cứ phải dùng thuốc là tiểu đường, là đặt một cái stent đấy rồi,
ở trong tim rồi. Thôi bây giờ từ nay đi ông phải ăn như vậy là năm cái bài đầu của phương pháp thực dưỡng, tức là ăn chay thực dưỡng, đừng có ăn năm cái bài sau mà có thịt. Có thịt đấy là để cho những người người ta phước, người ta còn lớn, người ta còn ít bệnh, còn trẻ, hay các cái bạn thanh niên còn đang có nhiều các cái dự án nọ dự án kia thì người ta còn khỏe. Còn mình bây giờ bảo bệnh tật là một thứ hai già rồi, sắp sửa như vậy là quy tiên thì bây giờ còn còn vẫn còn cứ tham đắm chìm đắm chúng sinh làm cái gì, chưa kể vấn đề tạo nghiệp. Con thịt bây giờ bẩn lắm, bây giờ vào siêu thị mà mua được thịt sạch không có chuyện đó, hiếm lắm. May ra 100 siêu thị thì được một siêu thị may ra mới có thịt sạch. Thịt sạch bây giờ chỉ nuôi bằng cám, lợn mà nuôi cám những rau bèo khó lắm, công nghiệp thì công nghiệp làm gì có chuyện đó. Đó cho nhiều khi bây giờ nhiều nhà bây giờ ngay cả rau cỏ đừng tưởng cho ăn rau cỏ mà không bị ung thư, ăn rau cỏ ngoài chợ toàn hóa chất tăng trưởng. Cho nhiều khi bây giờ ngay nhà chúng tôi phải trồng rau ở trên nóc nhà, nhiều loại rau là mình tự tự chủ thì mới sạch. Thế đấy, ngày hôm nay thì xin chia sẻ với quý vị có một chút như vậy là kiến thức về vấn đề như vậy, nhịn ăn và ăn thực dưỡng để trong vấn đề hỗ trợ phòng và trị các cái bệnh ung thư nói chung, và đặc biệt là bệnh ung thư phổi, ung thư gan là những cái bệnh bệnh cảnh rất là lớn, trong trên dưới 200 bệnh, để chúng ta có một chút sống tỉnh thức hơn để chúng ta phòng ngừa, và để chúng ta nhất là người bệnh thì tìm lại được sức khỏe cho chính mình, còn người chưa bệnh thì chúng ta phòng ngừa để chúng ta sống an nhiên tự tại giữa cõi đời này. Nhớ một điều nhé, là muốn thân khỏe tâm an thì phải ăn đúng tu đúng, ăn đúng thôi mà không tu đúng thì không được đâu, bởi bệnh nó còn do nghiệp nữa, cho nên là phải kết hợp cả hai đó, hài hòa đi bằng hai chân. Đấy, cái lời cuối cùng thì tôi muốn mong rằng vậy là trong cái buổi hôm nay chúng ta có nhiều người đủ duyên để chúng ta thực hành, có trải nghiệm, và chúng ta khẳng định rõ ràng đi theo cái con đường này là rất là ok, và chúng ta nếu như có kết quả tốt chúng ta cũng lan tỏa ra mọi người, thì cái đó là chúng ta tạo phước phước báo cho chính mình và giúp cho cộng đồng. Đấy, xin hết rồi, sau đây các quý vị có cần hỏi gì thì cứ hỏi. Xin cảm ơn. Dạ, yeah. Con xin thay mặt cho gia đình Rừng Gọi kính biết ơn bác sĩ, thầy thuốc nhân dân Bách Văn Bích rất là nhiều cho một cái buổi chia sẻ thời lượng hơn một tiếng đồng hồ, cái chia sẻ cái cơ sở khoa học để mà trị liệu ung thư nói chung và đặc biệt là ung thư phổi và ung thư gan với cái phương pháp là chữa lành tự nhiên. Đây là một cái cơ duyên rất là tuyệt vời để cho người thương của chúng ta có thể tham khảo và ứng dụng cho nó phù hợp. Nhất là cái phương pháp nhịn ăn và thực dưỡng cùng với cái phương pháp mà bảy từ của Rừng Gọi là thiền với kết nối với thiên nhiên và tình thương. Tối nay trong Zoom của chúng ta là có 109 cộng Zoom. Cộng Zoom đang có mặt và ở bên ngoài thì đang xem chương trình livestream là cũng hơn 100 người xem. Con rất là hoan hỷ là được giao duyên cho người thương biết đến cái phương pháp này, và rất là nhiều người đang có vấn đề và ung thư nhưng mà chưa tiếp cận được thông tin, thì con cũng mong muốn là những người thương nào được xem mà thấy chương trình có ý nghĩa thì mình hãy lan tỏa giao duyên cho người thương. Thì con cũng đã có gửi cái đường link lên cho cả nhà rồi. Tối nay thì hân hạnh được trân trọng giới thiệu cái cả nhà có sự tham gia của bác sĩ Võ Xuân Hưng là sáng lập Rừng Gọi Đắk Lắk, bác Lương Y Hữu Thủy sáng lập Rừng Gọi Ninh Bình, người thương Tina là sáng lập Rừng Gọi Úc Australia. Và con ngồi đợi thông qua đó thì tối nay con cũng thấy sự hiện diện có mặt của Đông Y sĩ Đặng Ngọc Viễn, sáng lập Khai Minh, cô Bùi Ngọc Mỹ, Bùi Thị Ngọc Mỹ là sáng lập Hành Trình Tâm An, và rất là nhiều người thương cũng khắp nơi đang có hiện diện ở nơi đây. Con thấy rất là ấm áp, rất là hạnh phúc, rất là biết ơn cái nhân duyên này. Dạ, thì con xin mời nhà mình có người thương nào mong muốn được trao đổi hay là có câu hỏi gì với bác Mít thì vui lòng giơ tay ạ. Dạ, con kính chào cô Mỹ, kính chào anh Viễn, dạ, thầy Viễn, kính chào cả nhà. Dạ, con, dạ, nhà mình vui lòng, dạ, nhà mình vui lòng mà giơ tay lên ạ. Dạ, người thương, dạ, cô Thứ, con thấy cô Thứ có giơ tay, dạ, con xin được kính mời cô Thứ ạ.
Dạ, kính mời cô Thứ mở mic nào. Dạ, cô Thứ ơi. Vâng, dạ, dạ, vâng. Xin chào thầy Thuật, xin chào thầy Mích và xin chào tất cả các y bác sĩ đã hỗ trợ trong rừng gọi và chào tất cả các người thương trong rừng gọi. Tôi hiện nay là tôi có muốn chia sẻ một cái này và muốn hỏi bác Mích ạ. Trong cái thời gian vừa qua là tôi đã thanh lọc được 5 lần theo cái chương trình rừng gọi. Và mới đây thì tôi thấy có cái hiện tượng là tự dưng là tức là do cái quá trình chuyển hóa cho nên là thấy cái mỡ máu của nó cao lên là 6,6. Trước kia thì chỉ có 4,8 thôi, nhưng mà cái tháng vừa rồi đi sẽ 6,6, mà sau đó thì cái chân nó đau. Nó đau nhưng mà không phải là đau do xương khớp mà lại đau do cái hiện tượng như là co rút cơ. Thế thì sau đấy thì tôi mới nghĩ ra là tôi đi siêu âm thì người ta nói là siêu âm ở trong cái tĩnh mạch ấy thì không có cái hiện tượng của huyết khối, mà nó chỉ có cái hiện tượng của suy giãn tĩnh mạch. Thế thì tôi về tôi mới nghĩ ra là tôi mới đã đọc được ở trong cái video của bác sĩ Dư Quang Châu ấy. Và tôi đã tiến hành cũng kết hợp nhiều cái, ví dụ như là uống nước, bởi vì tôi thấy rằng là cái khả năng mỡ máu của tôi nhiều thì tôi uống nước gừng, tỏi, chanh và xả. Sau đó thì tôi áp dụng theo cái phương pháp là chữa bệnh theo cái giãn tĩnh mạch của Dư Quang Châu, đồng thời là tôi tiến hành chườm gan bằng đá. Thì tôi thấy là cái quá trình đấy nó có tiến chuyển tốt hơn, mà bây giờ là đã co chân lại được, nó dễ dàng hơn và nó không còn đau nhức như cái hôm trước nữa. Thì cái quá trình này xin hỏi bác xem là tôi áp dụng như vậy đã được chưa, và cái khả năng mà bây giờ muốn làm cho cái mỡ máu của tôi được giảm lên thì nên áp dụng uống thêm cái gì nữa ạ? Xin hỏi bác ạ. Mỡ máu của bà là cái loại nào, cholesterol hay là triglyceride hay là HDL hay là LDL? À, cholesterol ạ. Còn triglyceride thì chỉ có 1,3 thôi ạ. Rồi, triglyceride quá tốt rồi. Còn cholesterol có 6, mấy thôi gì đúng không? Vâng, 6,6 ạ. Gì? Nó vâng. Chỉ hơi cao một chút thôi. Nó hơn vâng. hơn 5,2 một chút, cũng phải là cao lắm. Phải chứ? Bà ăn thực dưỡng nó bao lâu rồi? Dạ, ăn thực dưỡng từ hồi tháng 8 năm ngoái ạ. À, tức là tháng 8 năm ngoái ạ. Vâng, chưa được một năm đúng không? Dạ, vâng. Chưa được một năm. Nhưng mà nhìn chung mà nói tổng thể thì sức khỏe có tiến triển tốt hơn đúng không ạ? Vâng ạ. Nhìn chung thì nó phải dần dần, phải có nhiều người nó như bệnh mãn tính chứ không phải nó có thể chuyển biến ngay trong 1-2 tháng, thậm chí có những bệnh như vậy là có hàng năm trời, trên dưới năm trời thì bây giờ nó mới chuyển biến, nó còn phụ thuộc vấn đề ăn của mình đã có đúng chưa, hay là mình cứ bảo ăn thực dưỡng mà ăn toàn rau là chủ yếu, mình ăn cơm gạo nó ít, ăn nhai thật nhanh thì những không bao giờ chẳng bao giờ có hiệu quả cao đâu. Thế còn bây giờ các cái bệnh của bà ấy thì nó liên quan vấn đề mỡ máu hay giãn tĩnh mạch ấy, thì bây giờ bà có thể dùng thêm những các cái thực phẩm, ví dụ như là các cái rong biển này, rong biển rồi là mộc nhĩ sạch này, kết hợp với lại natto nhé, natto viên hoặc natto bột hoặc natto tươi cũng được, và dùng thêm natto rất là tốt cho vấn đề các bệnh về mạch nói chung, đặc biệt là vấn đề mỡ máu, nó sẽ giảm được cái mỡ máu rất là tốt. Thế chuyện là phải kết hợp dùng hài hòa, và thứ hai là cứ nhịn ăn thường xuyên định kỳ hàng tháng, kết hợp trong rừng gọi với lại ăn thực dưỡng, chỉ 1-2 năm là sức khỏe của bà sẽ thay đổi một cách kỳ diệu luôn. Nên đừng có lo lắng trong đầu, bây giờ phải loại bỏ cái bệnh tật, cái mỡ máu như thế không phải là ghê gớm lắm, không phải cao, và cũng đừng lo. Và thứ hai bà đừng có ăn hoa quả nữa nhá, hạn chế hoa quả tối đa nhá. Bà có ăn hoa quả không? Đấy. Cũng có. Ăn nhưng mà ăn ít thôi, không ăn nhiều ạ. Vâng. Có được ăn có đến một quả cam không? Có. Đúng không? Một quả là nhiều rồi. Vâng. ăn được 1/4 quả cam là nhiều nhá.
À thế Thì à, vâng. nhiều người bảo như vậy là ui bác ơi, nhà em có cái cây bưởi sạch lắm, rủ mỗi ngày em ăn 3 quả bưởi, bây giờ dạ dày nó bị loét Dạ. viêm loét nó phải rồi, ngày ăn Vâng. 2-3 quả bưởi bưởi sạch thì cũng vẫn bị viêm loét là cái chắc. Đấy. Cho nên là hoa quả phần lớn đa phần là âm nhá, không phải Vâng là ạ. tốt. Chỉ có mấy hoa Vâng quả ạ. này là dương này, mãng cầu xiêm này, na này, táo dâu tây, với điều kiện là không có chất bảo quản. Còn nếu mà đã có chất bảo quản thì âm rồi, mà nói chung thực phẩm âm là hạn chế ăn nhiều cũng tốt. Để chưa kể là các cái bệnh. Vâng, Vâng, thế rồi. xin cảm ơn ạ. Không, xin cảm Vâng. ơn bác ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn Vâng. bác sĩ ạ. Vâng, kính dạ, Vâng, kính mô cảm Phật. ơn bác sĩ Mít. Dạ, người Vâng. thương nào mong muốn được trao đổi thì vui lòng mà mở camera và giơ tay ạ. Là con xin kính mời người thương Hương ạ. À, người thương Hương có giơ tay hồi nãy giờ. Dạ, xin mời người thương mở camera lên và bật mic ạ. Dạ. Dạ. Xin mời người thương Hương ạ. Người thương Hương mở camera lên và vui lòng bật mic lên ạ. Dạ, người thương vui lòng mở mic ạ. Chưa mở mic. Dạ, người thương có mở camera rồi mà chưa mở mic. Người thương chấp nhận mở mic lên đi ạ. Ban tổ chức mở hộ Dạ, mở hộ mic. dạ vâng. Rồi, có mời rồi mà sao người thương chắc là lần đầu tiên vào Zoom. Có, dạ, có mời mở mic rồi. Người Đang thương mới nhiều vào người mà không. Zoom đúng không? Dạ, chắc là mới vào Zoom. Mới vào Zoom. Dạ. Rồi. Nói rồi. Người thương người mở được chưa? Bấm lên trên màn hình đó. Có Rồi bây giờ thôi người thương cứ viết xuống đi ạ. Thì người thương chắc là không có chưa vào Zoom quen. Con đã mời rồi, đã mời yêu cầu bật tiếng rồi mà. Dạ. Hari. Dạ. Người thương có cái chấp nhận đó, chấp nhận mở camera đó, mở và mở cái mic lên đó. Dạ, thôi thì bây giờ người thương chưa quen thì vui lòng mà vui lòng ghi xuống đi ạ. Hoặc là có nhờ ai mà quen vào Zoom ấy thì mời giúp cho. Rồi bây giờ là mời người thương Nhàn ạ. Dạ, người thương mời người thương Nhàn. Thế thì là trong lúc chờ bạn khác hỏi thì là xin hỏi mức là cái viêm gan B nó ảnh hưởng đến ở cái mức độ nào để mà nó tiến triển thành ung Dạ, anh ơi, không không nhìn thấy hình ảnh của anh à. Bác, anh vui lòng mở cái gan? Nó mới bị hỏng cái đường đường camera kiểu, dạ. và không chưa thay được mà. Xin kính mời bác Mít à. Vâng, xin thưa quý vị thì chúng ta đã biết rồi, như vậy là một trong những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái ung thư gan ấy, là cái bệnh viêm gan virus. Chúng ta biết rồi cái bệnh viêm gan virus ấy. Mà ta biết rồi viêm gan virus thì nó có rất nhiều loại, nhưng mà ở chúng ta thì cái viêm gan virus B ấy là chiếm phần lớn. Nó có tới 8 loại A, B, C, D, E, F, G và H của viêm gan B. Trên thế giới thì có tới 2 tỷ người đã từng hay đang bị nhiễm HPV, trong khoảng hơn 400 triệu người đã mang cái HPV mạng, mà trong đó 75% là người châu Á, mà Việt Nam có tới trên 15 đến 20%, khoảng trên dưới 20% dân số chúng ta hiện nay là nhiễm HPV, tức là nhiễm viêm gan B. Và hàng năm có tới khoảng 1 triệu người chết do liên quan đến cái nhiễm HPV, nhiều vấn đề xơ gan, để ung thư gan. Và chúng ta biết rồi cái HPV tức là viêm gan B rất là dễ lây truyền qua cái đường máu, tiêm truyền này, châm cứu, châm chích xăm da này, quan hệ tình dục hoặc là từ mẹ sang con, vân vân. Về cái triệu chứng HPV lâm sàng thì có thể như là vấn đề vàng da, mệt mỏi, chán ăn, nhưng mà có những thể nhẹ là rất là lướt qua mà không rõ ràng, nhiều khi mình bỏ qua. Cho nên cái chủ yếu cái xét nghiệm căn cứ chủ yếu vào cái HBsAg, tức là kháng nguyên bề mặt của virus ấy, xuất hiện sớm trước khi có cái triệu chứng lâm sàng, mà nó sẽ tăng dần và hết sau khoảng 4 đến 8 tuần.
nếu mà trên 6 tháng mà vẫn còn HPLC thì có nguy cơ là người mang virus mãn tính. Và ngoài ra thì còn các xét nghiệm HBAC này, ở cái người có HBFAC và HBAC dương tính thì cái tỷ lệ lây nhiễm là nếu như là ở phụ nữ mà có thai thì hầu hết con đẻ ra đều bị nhiễm viêm gan B. Rồi các cái xét ngoài ra các xét nghiệm về men gan GOT GPT thì cái men GOT thì có trong gan và một số các con khác như là thận, tim, như là trong cơ. Và men GPT thì chủ yếu ở trong gan và các cái bệnh lý về gan thì thường tăng cao. Bình thường chúng ta biết là GOT thì bình thường là dưới 40 đơn vị, GPT thì dưới 45 đơn vị. Còn cái men GGT thì thường tăng cao trong các cái tình trạng tắc mật và nghiện rượu bia vân vân. Thế mà rõ ràng như vậy là cái viêm gan virus B ấy, thì nó sẽ hủy hại các tế bào, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các chức năng của các tế bào gan, và đấy cũng là những cái cơ duyên để dẫn đến cái khả năng mà có thể chống chọi lại được các cái chất độc, các chất chống oxy hóa là không còn khả năng nữa, và đương nhiên là các tế bào gan sẽ dần dần sẽ dễ bị chuyển thành các cái tế bào bất thường, các tế bào ung thư. Đấy, cho nên là mà nếu mà điều trị theo y học hiện đại mà chỉ dùng thuốc thì chúng ta thấy rằng nó rất là hạn chế, và chúng ta đã biết rồi, như vậy là cái thuốc mà rất nhiều các thuốc như là thuốc lamivudine chẳng hiệu quả chỉ được 30% thôi, ngừng thuốc là tái phát ngay, với thuốc loại giá thành khá cao, hay là cái thuốc mà PET interferon chẳng hạn thì hiệu quả cũng chỉ được tới 50-50% mà tốn kém mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Mà chúng ta đã biết rồi, thuốc là gì? Thuốc là chất độc. Nhớ một điều như vậy, những cái tác dụng phụ của nó kinh khủng lắm. Nếu mà chúng ta áp dụng nhịn ăn định kỳ, rồi ăn thử đó, mà ăn bài số 7 chỉ trong khoảng độ, xin thưa, chỉ trong khoảng trên dưới 3 tháng thôi là ok luôn. Ok, virus viêm gan B xét nghiệm là ok luôn. Đấy, rất đơn giản. Thế nhiều khi chúng ta phải là không đủ duyên, nào cũng tin tưởng là phải có thuốc này, rồi là những cái phương tiện đặc. Thế cho nên là những người mà bị viêm gan virus B thì khuyên là phải dưỡng đi, cố gắng lên khoảng 3 tháng bài số 7 mà kết hợp đi ăn nữa thì tuyệt vời luôn, hết viêm gan virus B kể cả C vậy. Thế thì ăn được khoảng 4 tháng bài số 7. Chúng ta đừng có chê cái bài số 7. Ai không đủ duyên thì đừng có chê. Còn người nào đủ duyên ăn bài số 7 rất ok. Đó là cái phương pháp phải ăn quân bình nhất. Còn nếu mà bây giờ cứ sợ gầy, sút thì đừng ăn. Ăn nhiều thịt vào cho nó béo thì không lại vào bệnh viện. Bây giờ ăn thực dưỡng là mình đừng chấp vào cái thân này. Nó gầy một chút mà nó khỏe, không phải dùng thuốc, không phải gặp bác sĩ, không phải cúng tiền cho bác sĩ nữa, thế không sướng hơn à? Ngày xưa tôi là giám đốc bệnh viện cá nhân 15 năm, mỗi tháng 4 triệu tiền thuốc, đủ là tây y, là đông y, là thực phẩm chức năng, vì ăn quá nhiều thịt, ăn đủ các hải sản, ăn bẩn, ăn bậy, thế mới sinh bệnh. Bây giờ ăn chay thực dưỡng chẳng mất đồng nào, sướng mà khỏe hơn cái hồi cách đây 15 năm. Lúc về hưu 15 năm, 60 tuổi lên trèo lên cái thang gác này, thoái hóa cuộc sống, không lên đi cũng rất là ngại, đủ các cái bệnh, nó là vẩy nến, gút là trĩ ngoại, mỗi lần đi tiệc nhậu về hôm sau sáng đi như gà cắt tiết, rùng rợn không dám đi. Đấy, nhiều bệnh kinh khủng, toàn bệnh mãn tính. Nhưng chúng ta ăn theo thực dưỡng là ok ngay, có gì đều là ăn đúng. Đừng có mà ăn thực dưỡng nhưng toàn ăn theo cái kiểu gọi là ăn qua loa quý lít, ăn một bữa cơm như khoảng 15 phút thì làm sao mà khỏi bệnh, còn lâu mới khỏi bệnh. Đấy, thì xin thưa mấy quý vị như vậy, bạn nào có viêm gan B thì nghe chúng tôi khuyên đi, nhịn ăn định kỳ và ăn thực dưỡng, ăn bài cao 77-76, ăn bài 7 khoảng 3-4 tháng là hết virus B này, viêm gan B nha. Kính biết ơn bác sĩ Mít, chia sẻ rất là rõ ràng, chi tiết, chắc là người thương cũng đã rõ ha. Thưa với bác sĩ Mít là rất là nhiều người quan tâm, đó là bác sĩ nói về nhịn ăn và ăn số 7, nhịn ăn và ăn số 7 trong vòng 3 tháng như vậy thì rất là nhiều cái bệnh được diễn biến, và thực tế là như vậy.
Nhưng mà rất là nhiều người cũng như là cái nhóm thực dưỡng hiện đại thì có nói rằng là nếu mà nhìn ăn rồi ăn số 7 nữa thì chỉ có đi vào cái con đường chết thôi. Thì không biết là bác sĩ có ý kiến gì vào vấn đề này à? Rất là nhiều người đã đọc được cái thông tin là nhìn ăn mà ăn số 7 nữa là chỉ đi vào con đường chết á, thì họ cũng rất là hoang mang. Thì kính mời bác sĩ giúp cho cái trả lời cho vấn đề này. Thế cho nên là nói xung quanh bài số 7 mà. Thì bây giờ trong cái trường phái thực dưỡng có rất nhiều ý kiến khác nhau, trái chiều. Nhưng mà theo tôi ấy, cái phương pháp thực dưỡng này là để như vậy là dùng cho mọi đối tượng. Cũng như là Phật Pháp đấy, có 84 vạn pháp môn. Đấy, tùy theo căn cơ, cơ duyên của từng người mà chúng ta áp dụng. Nếu như mà chúng ta ăn bài số 7 mà thấy nó ok, thì cứ tiếp tục ăn. Một tháng, hai tháng, tôi đã ăn như vậy, đã có một lần vào Thanh Hóa nói chuyện cho một cái đạo tràng các bạn thực dưỡng. Cái chị này như vậy là chị khuyên này ăn như vậy là 22 tháng bài số 7 nhá. Không có phải 7 tháng, 8 tháng nữa. 22 tháng bài số 7, ok luôn, bao nhiêu bệnh kinh khủng, nghĩa là bay biến hết. Tại sao như vậy? Người ta có đủ duyên. Hay là chị Hòa ở Yên Bái, hen phế quản, 50 năm, ăn 7 tháng bài số 7, là hết bay. Chị còn tâm sự với tôi, chị này sinh năm 1964. Chị xuống nhà tôi như vậy là, chị bảo, may quá chú ơi, như vậy là con mà không, nghĩa là kiên cường ăn bài số 7 mà bị tác động của thực dưỡng hiện đại thì con chẳng bao giờ khỏi bệnh. May sao như vậy con cứ kiên cường ăn 7 tháng bài số, gần 8 tháng. Thế là cái bệnh hen 50 năm bay biến luôn. Đấy, kỳ diệu như vậy. Thế cho nên cái bài số 7 là cái bài tôi phải khẳng định một lần là bài rất hay trong cái phương pháp thực dưỡng Osawa. Thế còn như vậy là ai mà không đủ duyên, mà một là trong cái đầu mà sợ thiếu chất thì đừng có ăn bài số 7, ăn bài số 6. Đấy. Cũng như ai mà không đủ duyên và nhịn ăn để mà chết à, thì đừng có vào dừng gọi làm gì. Đừng nhịn ăn. Bởi cái tâm của mình rất quan trọng, nó quyết định nhiều cái vấn đề. Tâm mà loạn động, tâm mà lúc nào cũng sợ thiếu chất, mới sợ gầy, sợ yếu, mới sợ sút cân, đủ thứ sợ. Thì như vậy là cứ ăn thoải mái như người phàm phu, rồi bao giờ có bệnh để vào gặp bác sĩ. Tức là mình không đủ duyên đến với những phương pháp tự nhiên, những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Cho nên đầu tiên phải có một cái tâm vững vàng, phải có một niềm tin. Bởi cái đó nó vô cùng quan trọng, nó làm cho trong cái hệ thống tư trường của mình ý, nó luôn có các sóng từ nó cao 700-800 trên 200, có khi tới gần 1000. Thì nó đã kích thích hệ miễn dịch của mình rất là ok để chống trả bệnh tật. Tự nó có thể giải quyết được, chuyển biến rất nhiều bệnh tật. Thế còn nếu mà lúc nào sợ ái, dù quy ăn thế này thì sao mồm chất ăn này thì bác ơi, thì nhà con sẽ chê như vậy là gầy yếu nguy hiểm lắm. Đấy, thế thì những người đó thì gọi là không đủ duyên. Thế cho nên là chúng ta đừng ngại. Mà nhất là những người mà người béo phì mà úi dồi, nhịn ăn và ăn bài số 7 là kỳ diệu nhất, chẳng có cái phương pháp nào chữa bệnh bằng cái này, càng dài càng tốt. Giảm xuống 30-40 cân thì ok luôn, phải mừng, tại sao lại sợ. Dạ, yeah. Vậy là người thương đã rõ nha. Và tối nay trong Zoom rừng gọi có đồng y sĩ Đặng Ngọc Viễn, là người mà sáng lập Khai Minh đó, thì 6 năm liền là đồng y sĩ Đặng Ngọc Viễn là ăn số 7 đó, từ 67kg còn xuống còn 47kg đó, thì cũng rất là khỏe, cho nên người thương yên tâm nha. Đó là những cái nhân chứng sống. Và con thấy có người thương nhàn hồi nãy giờ giơ tay và đã bọc mic rồi, con xin kính mời người thương nhàn ạ. Minh Nguyên. Dạ, kính mời người thương nhàn. Chưa bật mic. Dạ. Rồi. Vâng ạ. Con kính chào thầy Thật, thầy và thầy bác sĩ Mick ạ, và tất cả mọi người trong rừng gọi. Thì con cũng có cái vấn đề con muốn hỏi mọi người bác sĩ là, vì là con năm nay thì cái tuổi cũng gần 60 tuổi, thì nó cũng tầm đang tiền mãn kinh. Thế thì mấy tháng nay thì kinh vẫn nó không đều, nhưng mà tự nhiên mắt nó mờ, mà con thì vẫn ăn theo cái chế độ gọi như mình cũng
cũng chưa tuyệt đối là thực dưỡng, nhưng mà con cũng ăn chay và con cũng thanh lọc theo rừng gọi. Thì một tháng, cũng có tháng thì con thanh lọc 3 ngày, thì con chỉ thanh lọc theo ở nhà thôi, nhưng mà theo rừng gọi. Còn đâu một tuần thì con vẫn nhịn khô một ngày. Và thí dụ hôm nay con đang nhịn là hôm 3 ngày, thì con đang đang nhịn hôm nay là ngày đầu tiên. Thì cơ thể nó con theo rừng gọi thì con cũng xuống được hơn chục cân, và cũng cũng đại khái là mình cũng theo cái chế độ ăn uống thì mình cũng chưa nghiêm ngặt được như là ăn thực dưỡng. Thì con này cũng thỉnh thoảng con cũng ăn một chút chút thịt, với cả là chỉ ăn cá thôi chứ cũng không ăn nhiều nhiều về động vật ấy. Thế thì cái tuổi này đang tiền mãn kinh, con cứ thấy từ trước này thì con không bị mỡ máu ấy, cái đợt này tự nhiên làm sao lại mỡ máu nó lên. Thì con cũng đợt này con đang nhịn, thì con cũng muốn hỏi bác sĩ là cái vấn đề đấy có liên quan gì đến cái mỡ máu, liên quan đến cái mắt mà tự nhiên kiểu mình nhìn nó cứ có những cái màng màng nó mờ ấy, thì con muốn hỏi như vậy ạ. Dạ, cảm ơn Vâng. bác sĩ. À. Đang nói chuyện trực tiếp. Dạ. Vâng. Bây giờ đối với một số phụ nữ có giai đoạn tiền mãn kinh, nó có cái hiện tượng gọi là các yếu tố về nội tiết nó thay đổi, cho nên nó có thể xuất hiện một số các cái bệnh mà chúng ta Dạ. nhiều khi cứ hoang mang. Thì bây giờ đối với phụ nữ thì kết hợp vấn đề nhịn ăn với lại ăn thực dưỡng chuẩn đi, ăn những bài cao 7 7 6 7 5 đi, và có thể hàng ngày mình ăn thêm cái ngải cứu, mà cái ngải cứu rất là tốt cho các cái những người phụ nữ mà cái giai đoạn tiền mãn kinh ấy. Thế rồi là trong cái hàng ngày mình ăn cơm, mình ăn có kê, nấu cơm cho kê và kê tỷ lệ, bởi kê nó có nhiều các cái chất chống oxy hóa rất tốt cho các cái những cái triệu chứng các cái bệnh tiền mãn kinh rất là tốt. Thế cho nên là chị có thể nấu cơm như vậy, là mình cho thêm tỷ lệ khoảng 20-30% kê hàng ngày nhá, nó rất là tốt nhé. Trong trong cái kê nó có mấy cái chất chống oxy hóa rất là kỳ diệu, và có thể là giúp cho mình. Như vậy là đối với phụ nữ mà tiền mãn kinh thì mình ăn thêm những cái thực phẩm đó thì nó sẽ ổn định dần. Thế còn cái mắt ấy, cái mắt thì nó có những cái biểu hiện rối loạn đó, thì mình cũng thế, có thể là dùng thêm cả ngay cả thí dụ hàng ngày mình dùng thêm cái NATO cũng rất là tốt, nó rất tốt cho cái hệ thống mạch máu nói chung, và trong đó hệ thống mạch máu của Hoàng Điểm nói riêng. Đấy, kể cả buổi sáng sớm tầm 7 8 giờ chị cứ nhìn thẳng vào ánh mặt trời ấy, cái tầm 7 8 giờ thôi nhé, đừng có gần trưa là toàn tia tử ngoại không được, nhìn khoảng trên dưới 10 phút, nhìn thẳng vào tập Vâng. nhìn đến mới đầu 5 phút, thì sau đó khoảng 10 phút cải thiện cái mắt rất là tốt, nó hấp thu rất nhiều vitamin nhóm B nhóm D rất tốt cho mắt. Những trường hợp mà kể cả những trường hợp gọi là viễn thị rồi là cận thị rồi các bệnh về mắt nói chung này rất là tốt. Đấy, kết hợp nhiều các phương pháp đó rồi làm cái gọi là yoga mát ấy, yoga mát massage mát ấy, thì nó cũng rất là cải thiện. Thế còn những cái mỡ máu ấy, thì chỉ nên nếu khi một cái rối loạn nội tiết thì có thể nó có cái thay đổi, nó ảnh hưởng đến vấn đề mỡ máu, không lo ngại mỡ máu nó bị rối loạn nó là bao nhiêu, nó có cao lắm không, chỉ cần cái NATO nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề ổn Con định. Cholesterol là bao độ nhiêu tri? con thử thì nó lên 8 phẩy. Thế thì con từ hôm đấy con về thì con cũng uống cần tây, bác sĩ thì cho thuốc thì con không uống, thì con chỉ biết là thử như thế thôi. Thì con về con uống cần tây, mới con uống cái giả cổ lam. Thế còn tơ tướng nọ là thì cứ đến ngày nhịn khô một tuần một buổi, thì con nhịn thứ ba thì con ăn ra, thì con cũng uống nước gạo lứt một ngày, tuyệt đối là nước gạo lứt, xong đến ngày hôm sau thì con uống nước gạo loãng hơn, thì đến hôm sau con ăn bình thường. Thế còn đâu tuần này thì con bảo là con quyết định là con nhịn 3 ngày, thì Rồi. 10 hôm nay bắt đầu mà dừng gọi thì ăn phải 6 ngày, thì ăn Rồi. ra thì con vẫn tuân theo như thế. Thì này con xem như nào, thì Ừ. con cũng học hỏi dừng gọi xem có những cái gì điều gì để dạy bảo thì để con chỉ. Còn con cũng muốn có một ngày có duyên thì con cũng được vào chỗ thầy thuật để Rồi. thanh lọc, ước mong của Rồi. con. Rồi thế tôi nghĩ rằng bây giờ chị cứ dần dần đi vào các đợt offline, thì 3 ngày nhịn khô đi. Rồi dần tiến triển lên tôi chỉ có tốt thôi, tôi chắc chắn là tốt, sau đó kết hợp với ăn thực được là chỉ có tốt thôi, đừng có lo lắng. Ngoài ra còn phải kết hợp với đề tư Những cái lần tầm trước nữa.
tu tập nữa nhá. Đừng có quên tu tập. 5 ngày con cũng nhận này thôi rồi. Vâng. Cho nên đừng có lo lắng gì cả nhá. Nó sẽ trải nghiệm một thời gian, nó sẽ vâng. Con không lo lắng gì, nhưng con buổi sáng thì con cũng duy trì tập được 1 tiếng. Thì con cũng có luyện tập, nhưng mà nếu mà nhìn về cái thời thì con sẽ cố gắng, con sẽ thực hành theo ý dạy của bác sĩ ạ. Vâng. Mà thôi, thời gian mắt nó cứ mở. Ngày xưa sinh nở chị có bỏ em bé nào không? Có bỏ em bé nào không? Con có ạ. Ôi trời, cái tội tội tày đình. Tội là tội rất là nặng. Thôi lúc nào chị có thể vào Messenger. Vào Messenger và Zalo trao đổi, tôi sẽ tư vấn thêm về vấn đề tu tập nhá. Tội đấy là tội tày đình của người phụ nữ đấy. Dạ. Vâng chị Nhàn ạ. Chị Nhàn có gì chị Nhàn kết nối đó. Rồi. Khi nào nhắn qua Zalo Messenger hỏi nhá. Bên chị Nhàn là cái mạng nó không ổn á, với hơn nữa là bác sĩ Mít đã mở lòng như vậy rồi thì chị Nhàn hoan hỷ kết nối với bác sĩ Mít ạ. Điện thoại này, điện thoại của tôi đây, ghi dạ, đây. Vâng ạ. 0984. Dạ con để con lấy bút ạ. Vâng, 0984. 0984. Được rồi ạ, 0984 234 789. Số rất dễ nhớ. Nhiều người cứ toàn hỏi mua số của tôi. 0984 234 789. Dạ, con đấy, con ghi rồi. Vâng, vâng, gì là vâng. Thế còn có lúc mà máy không gọi được, gọi vâng. Nhiều lần, cũng bảo cái ông này ông ấy cũng kiêu kỳ nhá. Nhiều khi bận không gọi, không nghe được thì phải gọi nhiều lần. Vâng. Số Zalo của à? Được rồi, cái vào Zalo cũng được, ok luôn vâng. Nha. Dạ. Vâng, con cảm ơn thầy Phật, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng người thương Nhàn đã có kết nối ạ. Rồi bây giờ con kính mời người thương Hương ạ. Người thương Hương có hỏi và bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đang điều trị dùng thuốc ạ. Mời người thương mời người thương Hương đi ạ. Nếu mà có bố, nếu mà bố mà có cha tìm có thì mời bố thì tốt nhất ạ. Bố em, bố đang có ở đấy không ạ? Dạ không. Bố của người thương đang ở đâu? Bây giờ bố nói không, dạ bố nói không được. Nhưng mà bố đang dạ, có ở phòng kế bên nhưng mà dạ nhưng mà ba con nói không được, với lại ba con nói không được, ba con yếu lắm. Dạ, con lần đầu tiên là con rất cảm ơn. Yếu lắm thì rồi cứ trao đổi với bác sĩ Mít đi, chứ còn không có thể vào đường gọi được rồi. Con rất cảm ơn thầy Thuật đã cho con cơ hội để được gặp bác sĩ Mít, thầy Thuật với lại các anh chị ở đây. Thì ba con đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Thì di căn đâu, di căn đến đâu rồi? Dạ di căn lên não rồi. Năm nay bố con năm nay bao tuổi rồi? Dạ 70-80 chưa? Năm nay 70-80 chưa? Bố năm nay 70-80 chưa? 62 ạ. Ôi dồi ôi, con trẻ tiếc quá. Dạ chưa. Dạ 62. 62 tuổi à? Dạ. Thôi rồi, tôi lúc nào rồi điện thoại xong rồi, điện thoại xong rồi hỏi bác tư vấn cho nhá. Dạ vâng, dạ vâng. Vâng, có gì trường hợp của em còn phải nhiều thời gian đó thì có gì bác sĩ Mít động đã mở lòng mà tư vấn chi tiết cho nhân em. Dạ, con cảm ơn thầy. Đã, trường hợp như vậy rồi thì có hai cách thôi. Một cách là để giúp cho bố được thanh lọc nhẹ nhàng và ra đi bình an. Còn cái cách tiếp theo nữa là nếu mà đủ nghiệp duyên á, thì còn có đủ phước á, thì mình sẽ sự sống được hồi sinh thôi. Quan trọng nhất là làm thế nào để mà mình với bố được bình an, rồi người nhà được bình an, thì cái đó là cái rất là phước. Dạ, mình phải chấp nhận hết tất cả mọi thứ đang diễn ra. Không có cái gì là quan trọng trên cuộc đời này bằng cái sự bình an trong giây phút hiện tại. Dạ, vâng. Em. Vâng, rồi thôi chúc em với gia đình bình an. Đừng có buồn nhá, lúc nào cũng phải vui vẻ, nhìn bố vui vẻ hoan hỉ. Thầy ơi, như bây giờ là bố không thể gia đình gọi luôn á. Biết rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ bố như vậy thì sao mà về đừng gọi được em ạ? Bố bệnh viện đã trả về rồi thì rừng gọi không có thể đón nhận được ạ. Mà giờ ngay cả bố mà có mặt trong Zoom thì không được thì rừng gọi không có chấp nhận được em ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Và hơn nữa là hiện bây giờ đội ngũ phụng sự của rừng gọi thì cũng không có đầy đủ á.
và rừng gọi không phải là bệnh viện, cho nên là không có thể đón nhận cái trường hợp mà quá nặng như vậy. Dạ vâng, Nhưng mà cảm ơn. từ xa thì các bác sĩ và đội ngũ rừng gọi cũng như là bác sĩ Hương, bác sĩ Mít, Lương Y Thùy và thầy có thể là hỗ trợ năng lượng bình an và tư vấn cho mình. Dạ, con cảm Dạ ơn vâng. thầy. Vâng ạ. Rất nhiều. Trong trong cái câu hỏi của một cái bạn 38 tuổi bị cường giáp 17 năm nay rồi, nên ăn như thế nào để sức khỏe tốt hơn, thì cái này lúc nào điện cho tôi tư vấn cho nhé. Bạn Dung gì đấy, Dạ, vâng ạ. điện Rồi thoại cho bác Mích theo số điện thoại 0934234789, Dạ, rồi nó vâng. bác Rồi tư người vấn thương. riêng cho chứ không có sợ ảnh hưởng đến thời gian chung của mọi người đấy. Vâng ạ. Rồi người thương Dung đã ổn định rồi ha. Là yên tâm nha. Rồi như vậy thì con thấy rất là tuyệt vời. Bác sĩ Mít cũng đã mở lòng, mở tâm ra để đón nhận và tư vấn thêm cho những người thương. Rất là tuyệt vời. Không biết là đến giờ này thì còn có người thương nào mong muốn được có trao đổi thêm với bác sĩ Mít không ạ? Con thấy đến hiện bây giờ là hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn hơn 100 cộng Zoom có mặt. Như vậy chứng tỏ là người thương rất là quan tâm với chủ đề này. Và nếu mà người thương nào thấy chủ đề tối nay mà có lợi lạc thì vui lòng lan tỏa chia sẻ cho người thương của chúng ta với cái đường mà dẫn trực tiếp con đã có gửi lên. Tối nay con thấy có sự tham gia của cô Mỹ à. Và cô Mỹ là một người con rất là kính yêu và cô cũng đã có mặt đến giờ này. Cô thì với thầy Sơn thì rất là bận rộn trong cái hành trình tâm an và đi các nơi để mà chia sẻ lan tỏa. Và hôm nay cô có mặt thì con cũng rất là hoan hỷ được kính mời cô có chia sẻ đôi lời cùng với gia đình rừng gọi của chúng con à. Và cô cũng là một cái thành viên rất là tích cực, luôn luôn là hướng tâm và ủng hộ rừng gọi. Con xin trân trọng kính mời cô Mỹ ạ. Cô vui lòng mở mic giúp cô ạ. Cô bật mic được không cô? Vậy đỡ con mời cô ạ. Vậy là đỡ con mời cô nha. Cô mở mở giúp ạ. Cô thấy con mời chưa? Con có mời mở mic rồi đấy cô. Cô không bật được hả cô hả? Cô có thể tự mở được hả cô hả? Sao không được hả ta? Ban tổ chức giúp cho mở mic giúp cho cô được không ạ? Cô ơi, cô không mở mở mic được hả cô? Thì con à, con yêu cầu bật tiếng nè con cô sao yêu cầu bật tiếng. Không không được tiếp quá nhà. Con dạ tiếc quá. Ở trong khi chờ đợi cô Mỹ xử lý micro, có một cái bạn hỏi là ba con bị ung thư phổi giai đoạn 4, giai đoạn cuối, ba con đã điều trị bệnh viện ung bướu, đã mổ cắt lá phổi 2 lần, hóa xạ trị hóa trị 5 lần, xạ trị 27 lần, tốn rất nhiều tiền, và hiện giờ uống thuốc cầm chừng yếu lắm rồi, nhưng con vẫn muốn tìm mọi cách để cứu ba con. Giờ con không biết là có được không, có cách nào không, bây giờ nên thực hiện thế nào. Bây giờ bạn này nhá, hôm nay là bạn đã nghe cái chương trình về bao nhiêu bệnh nhân mà tôi chia sẻ đấy, về bệnh ung thư phổi đấy, tuyệt vời, kể cả những bệnh viện đang đi sang cả Singapore rồi, cuối cùng bao nhiêu năm rồi cuối cùng bó tay phải về như vậy, ăn theo thực dưỡng
là tuyệt vời luôn. Rồi là hay như là trường hợp bác Lê Minh Tuấn ấy, nhịn ăn văn thực dưỡng rất là tuyệt vời. Chỉ tiếc cái là bố của bạn chưa đủ duyên, bạn là phải phẫu thuật rồi xạ hóa trị quá tốn kém, bây giờ nghĩa là mình bị các cái hóa chất nó vào, nó làm cho tê liệt toàn bộ cái hệ thống miễn dịch của mình, làm suy giảm một cách nghiêm trọng, và cứ theo cái kiểu này thì chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu. Nhưng bây giờ thôi, bây giờ cái giai đoạn muộn rồi, mình đi theo các phương pháp khác, mình đừng có hy vọng là sẽ sống mãi được. Chỉ có điều mình đi theo các phương pháp thì ra đi phải xác định là ra đi nó nhẹ nhàng, nó không đớn đau và nó không tốn kém nữa. Chứ bây giờ có xạ mới truyền hóa chất thì chỉ càng chóng chết thì chẳng giải quyết được cái gì, phải dừng ngay cái việc xạ hóa chứ. Thế còn khi nào có điều kiện thì điện như tôi tư vấn cho thêm nhé, để cho các cái trường hợp khác đang chờ nói chuyện. Thế để nếu mà đủ duyên được thì ok. Thế, bởi vì nhiều trường hợp là cũng bệnh viện trả về chờ chết, thế nhưng mà nếu mà phước duyên mà lớn mà có cái sự kết hợp hài hòa nhiều phương pháp, biết đâu có khi còn sống, còn kéo dài, thì mình hy vọng thế. Mà còn nếu chăng mà nó có quá muộn quá thì mình cứ đi theo các phương pháp này thì ra đi nó nhẹ nhàng, an nhiên, tự tại, tại sao mình không áp dụng thế nhá. Có số điện thoại của tôi rồi, liên hệ sau nhá, để cho các bệnh nhân khác là trao đổi. Xin mời. Con rất là kính biết ơn bác Mít ạ. Dạ, quả thật là đúng như vậy. Khi mà những cái người mà bị bệnh nặng như thế này á, thì nếu mà phước duyên đủ á, thì sẽ được tái sinh. Nhưng mà nếu mà phước duyên không thiếu thì là cũng ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, và con chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy ạ. Và con là người mà đó, nói chung là có cái duyên để mà tiễn những người mà ra đi trước cái hơi thở cuối cùng một cách rất là bình an, thân tâm rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người thì không chịu muốn trước cái hơi thở ở nhà với cái năng lượng ở nhà, hoặc là bất an hay là lo lắng, nhưng mà lại chọn họ cho đó được ở bên cạnh rồi nhận được cái năng lượng bình an khi mà họ ra đi như vậy. Cho nên là người thương cứ yên tâm, quan trọng nhất là mình cần phải thực hành thôi ạ. Thì rừng gọi cũng có phát tâm là có cái Zoom mỗi buổi sáng, thì tối thứ ba hàng tuần và sáng hàng tuần như vậy, từ 4:15 đến 6:00 thì luôn luôn có cái Zoom buổi sáng như vậy, đỡ mà người thương có thể nương tựa, và rừng gọi cũng có thể hỗ trợ năng lượng cho người thương nha. Cô Mỹ ơi, cô bên ban tổ chức là cho cô đồng chủ trì á, thì cô có thể là tự mở mic được á cô Mỹ ạ. Bây giờ cô Mỹ là đồng chủ trì cho nên là cô có thể chủ động mở mic được á cô. Hay là do vậy là chắc là mấy bên cô rồi ạ. Tại vì đồng chủ trì là có thể là tự mở mic được cô ạ. Vậy là chắc là do ở phía bên cô rồi. Tiếc quá. Không biết là bác sĩ Hưng, trong khi mà đợi cô Mỹ đây xử lý kỹ thuật thì không biết là bác sĩ Hưng này, Lương Y Thụy có mong muốn được trao đổi gì với bác Mít tối nay không ạ? Xin được kính mời bác sĩ Hưng, Lương Y Thụy. Con kính chào thầy Thuật. Con chào bác Mít. Con chào tất cả người thương trong Zoom tối hôm nay. Thì con cũng không có biết, con rất là biết ơn sự chia sẻ rất là nhiệt tình và tràn đầy năng lượng của ông Mít đã đến cho tất cả người thương của mình tối hôm nay. Thì con chỉ biết ơn sự chia sẻ của bác Mít rất là nhiều, và những cái chia sẻ này thì con cũng tiếp nối và con học hỏi thêm để được chia sẻ cho người thương của mình ạ. Dạ, con kính biết ơn ạ. Chào bác Mít lúc nào cũng thấy rất là tràn đầy năng lượng và rất là khỏe. Này con thật nhìn thấy bác Mít là con rất là bình an rồi. Đủ duyên, đủ duyên, mình nhìn thấy nhau là đủ duyên rồi đúng không? Không biết là anh Hưng thấy như thế nào, nhưng mà nếu mà bác Mít á, mà có cái duyên mà tham gia cái khóa thanh lọc mà đã yểm trợ cho cái khóa thanh lọc ở rừng gọi, hoặc là Cát Tiên, hoặc là Đắk Lắk, hoặc là Ninh Bình ấy, thì rất là tuyệt vời ạ. Bác Mít ạ, chúng con rất là hoan hỷ được kính mời bác để tham gia rồi yểm trợ cùng với chúng con trong một cái thời gian nào phù hợp á, trong cái khóa mà 3 ngày đó, hoặc là 2 ngày như vậy. Thì tụi con có cái khóa 2 ngày cho đến là 10 ngày, cho nên là nếu mà có sự có mặt của bác rồi để tham gia chia sẻ rồi góp ý thêm cho chúng con thì rất là có phước à cho chúng con. Con kính biết ơn.
Dạ, cô mít mở mít, cô Mỹ mở mít được rồi đó ạ. Dạ, được anh hả? Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Lấy cái máy khác thì mở được, rồi máy dạ. này thì mở không được. Dạ. À, rất là cảm ơn anh Thuật đã tổ chức cái chương trình ngày hôm nay. Rất là vui gặp lại quý vị, đặc biệt là gặp cái bác sĩ Mít chia sẻ ngày hôm nay. Tôi thấy trường hợp mà cái chia sẻ về của bác sĩ Mít cho các người thương, tôi rất là tâm đắc ở những cái lĩnh vực và về thanh lọc. Khi mà thanh lọc thì mình thấy nếu như mà mình muốn có cái hiệu quả cao đối với cá nhân của tôi á, thì tôi cũng là một bệnh nhân của ung thư, và tôi vượt qua được khoảng 30 mấy năm. Thứ nhất là tôi cũng có một cái tư duy của tôi tích cực, và tôi có một cái niềm tin rất là lớn. Niềm tin của tôi thì đối với cô ơi, do hai cái máy cô đỡ gần nhau á cô ạ. Và tôi thấy cái chương trình đó với cái nhiều người mà được phước duyên mà mình ứng dụng những cái phương pháp mà thanh lọc này á, thì tôi thấy đa số khoảng 60% được những cái an lành. Và nếu mà mình cái nghiệp mình nó chưa tới bệnh lòng cái nghiệp, mà khi giải quyết hết nghiệp thì tự nhiên mình gặp được cái thầy, gặp thuốc, gặp bạn bè, gặp những người thiện trí thức để hỗ trợ cho mình. Ra tôi thấy cảm ơn rất là nhiều bác sĩ Mít ngày hôm nay chia sẻ nhiều cái giá trị mà tôi rất là tâm đắc, và tôi cũng rất là mang ơn tất cả những cái người thương có mặt ngày hôm nay. Đúng là chúng ta quá là có phúc, đặc biệt là rất là nhiều người đã hỗ trợ cho cái chương trình của thầy Thuật trong cái chương trình mà rừng rọi này. Tôi có một số bạn đang sinh hoạt ở trong chương trình này và đã được chữa lành qua cái chương trình của rừng rọi. Tôi thấy cái tôi đang ở Hà Nội, thành ra cái ở đây cái mạng nó yếu quá, xin lỗi. Tôi cũng đi chia sẻ về cái chương trình của Hành Trình Tâm An, trong đó có cái chương trình thanh lọc của thầy Thuật ở đây. Tại vì cái chương trình thanh lọc này nó lợi lạc dữ lắm, nhưng mà có những người mà đã từng nhịn rồi đó thì mình có chút xíu trải nghiệm để mình chia sẻ cho những người mình có duyên. Đặc biệt là tôi thấy cái tình thương của bác sĩ cũng như các cái chuyên viên ủng hộ với chương trình trong nhiều năm qua, thì tôi thấy tôi cũng có phước quá được vào sinh hoạt ở đây, và tôi học hỏi các vị rất là nhiều. Tôi mong rằng cái chương trình rừng gọi này sẽ được phát triển, và tất cả những người thương ở trong cái chương trình mình được chữa lành, mà muốn chữa lành thì có lẽ là mình là người tự mình chữa lành, còn các chuyên gia là những người chỉ là gợi ý, tạo cái duyên cho mình, hướng dẫn cho mình, nhưng mà được hay không là do chính mình. Mình mới là bác sĩ chính mình, chứ không có ai bác sĩ giùm cho mình được hết á. Thành ra rất là mong các vị khách quý, các người thương ở trong cái chương trình rừng gọi ngày hôm nay, mình nên ứng dụng, và mình phải sám hối với bản thân của mình.
Tại vì đó giờ mình không có để ý, mình sám hối với mình, do mình ăn sai, mình suy nghĩ sai, rồi mình có những cái thái độ thiếu tôn trọng bản thân của mình. Đây là một cái duyên rất là lớn mà khi mà mình được các bác sĩ, các chuyên gia và tất cả những cái gương sáng của những người từng ứng dụng rồi có hiệu quả, thì mình phải có cái niềm tin rất là lớn ở vũ trụ, ở mẹ thiên nhiên, và cho mình được khỏe mạnh. Còn nếu mà mình không khỏe mạnh thì mình cũng có một cái thái độ rất là vui. Thật sự ra đi chỉ là thay áo mới, không có gì mà phải sợ. Mình hết nhiệm vụ rồi á thì mình ra đi mình nhận nhiệm vụ mới. Thành ra các bạn hạnh hiếu là hạnh Phật, thấy các bạn hỏi bác sĩ Mít về gia đình của mình, cha mẹ của mình đang bị tình trạng đó, bạn muốn hỗ trợ thì trước hết mình phải hạnh hiếu là hạnh Phật. Mình cũng phải cùng với các bác sĩ, cùng với ba để thấu hiểu rằng là bệnh là một cái nghiệp và ba sẽ được hết. Nếu cái nghiệp mình hết, mình cứ sống vui, sống khỏe mà chết bình an, mình có thái độ chấp nhận, thì cái việc nó ra đi hoặc là nó sống bất cứ cái trường hợp nào cũng vui, khỏe, luôn luôn tích cực, chấp nhận. Xin cảm ơn thầy Thuật, cảm ơn bác sĩ Bích đã cho phép tôi được chia sẻ với các người thương trong chương trình ngày hôm nay. Chúc tất cả các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thật nhiều yêu thương, thật nhiều sức khỏe với cái tình yêu thương của bác sĩ Mít vừa rồi chia sẻ chúng ta. Xin cảm ơn. Dạ, xin chào. Dạ, con thay mặt cho gia đình Rừng Gọi kính biết ơn cô. Thật sự là con rất là hạnh phúc á, được cô cũng như là một người mẹ tinh thần là bảo bọc che chở như vậy đó. Con rất là có niềm tin và rất là vững bước đi trên cái con đường này. Và đặc biệt là cô giáo viên yoga, rồi là người đầu tiên đưa cái Sivananda vào Việt Nam, rồi giờ có cái trung tâm rất là lớn ở Đà Lạt. Rồi cô là người Nhân Trà, rồi bây giờ là cô là chủ tịch cái Hành Trình Tâm An trực thuộc Trung ương Hội Chăm sóc Sức khỏe Trung ương nữa. Và công việc của cô rất là bận rộn, nhưng mà cô cũng dành thời gian để có mặt và luôn luôn là theo dõi các hoạt động của chúng con và yểm trợ năng lượng an lành như vậy. Thì con thấy là mình cũng rất là có phước, rất là biết ơn á. Và con cũng kính chúc cho cô Thầy Sơn và gia đình, và đặc biệt là người thương Hành Trình Tâm An luôn luôn dồi dào sức khỏe, và cái hành trình của mình mang lại rất là nhiều bình an và lợi lạc cho tất cả. Con kính biết ơn. Rồi, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Rồi không biết là Lương Y Thụy, Lương Y Thụy có chia sẻ gì giao lưu tối nay không? À, Lương Y Thụy chỉ lắng nghe thôi. Cô Ngân ạ, kính mời cô Diệu Ngân đi ạ. Đặc biệt là con cũng có rất là nhiều đồng cảm. Cô Diệu Ngân là người mà cũng là rất là tâm huyết với hai cuốn sách là Ăn Ít Đỡ Khỏe với là Ngủ Ít Đỡ Khỏe. Thì mong muốn là có thể là cô Diệu Ngân chia sẻ một đôi phút về cái việc mà cô rất là tâm huyết với Rừng Gọi, và đặc biệt là hai cuốn sách cô đọc là Ăn Ít Đỡ Khỏe. Nó rất là nghịch với cái số đông, đó là người ta ăn nhiều đỡ khỏe, nhưng mà lại cái này là cuốn sách của bác sĩ mà Ăn Ít Đỡ Khỏe và Ngủ Ít Đỡ Khỏe, nó rất là đúng với cái tinh thần của người có tu tập. Thì xin kính mời cô Diệu Ngân ạ. Cô có thể mở mic giúp ạ. Sau cô Diệu Ngân thì nếu mà không có người thương nào chia sẻ nữa thì chúng ta con xin được phép kết thúc Zoom ạ. Bây giờ con kính được kính mời cô Diệu Ngân mở mic ạ. Cô Diệu Ngân tự mở mic được. Dạ, cô Diệu Ngân mở mic rồi. Diệu Ngân xin trân trọng kính chào bác Mít, chào thầy Thuật, sản phẩm ra Rừng Gọi và các bác sĩ chuyên gia cùng tất cả những người đang theo dõi chương trình của tối ngày hôm nay ạ. Rất thành kính tri ân và biệt ơn bác Mít và tất cả ban phụng sự cũng như tất cả mọi người. Được lời mời của thầy thì Diệu Ngân cũng đã là luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu thêm cái
kinh nghiệm thì cũng chưa có nhiều, nhưng mà cái chương trình hôm nay thì thấy rất là tâm đắc với cái sự chia sẻ của bác Mít. Thì Diệu Ngân cũng đang vừa học và vừa hành theo những cái người đã đi trước, các bác sĩ thì cũng vừa mới chia sẻ với thầy Thuật là cái cuốn sách mà ăn ít để khỏe, ngủ ít để khỏe, thì cái này nó lại đi trái ngược với thời gian. Thì nhìn ăn như cái rừng gọi đưa ra cái 7T á, thì nếu ai mà có đủ phước duyên mà thực hiện được á, thì cũng giống như chúng mình đi học á, con mình đi học mà 10 môn mà học được 5 môn á, thì Diệu Ngân thấy nó cũng quá tốt rồi. Học được 3 môn giỏi nó cũng tốt. Thế thì trong cái 7T này mà chỉ cần thực hiện được 5T là nó cũng đã quá rất là lời lạc rồi ạ. Việc cái nhìn ăn hợp lý là một cái bí quyết để gia tăng về cái sức khỏe, thể chất, trí tuệ và tinh thần. Giống như Thiều Ngân ở đây là cũng tuổi cũng đã sắp 60 đến nơi rồi, nhưng mà nhiều lúc thấy mình có khi là cái trí tuệ và cái sức khỏe thì còn khỏe hơn cái hồi mà mình chưa nghỉ hưu á. Mình cảm thấy thế là do mình giảm thiểu cái tối thiểu tất cả, mà nhất là cái ăn. Thì như có một cái số bệnh nhân Diệu Ngân còn đọc ở trong cái trò chuyện này á, thì nếu như mà chúng ta chưa thực hiện được cái 7T của rừng gói thì mình cứ thực hiện dần, mình có thể giảm cái ăn bữa tối đi. Giảm cái ăn bữa tối đi là nó rất là một cái rất là lời lạc, nhất là cho gan. Con xin lỗi bác Mích là qua cái tìm hiểu học của anh đấy ạ, là thấy là như thế. Thì con người là một cái chủng sinh mà ốm yếu nhất trên trái đất. Qua Diệu Ngân học và hành á, không có cái động vật nào mà khác á, là vi phạm một cái quy luật của cái việc ăn uống nhiều như của con người của chúng ta. Và cũng không có cái động vật nào mà ăn sai lầm như con người chúng ta. Đó là từ Diệu Ngân, từ cái bản thân Diệu Ngân nói ra. Nếu mà ai mà chưa thẩm nhuận được cái này thì cũng xin hoan hỉ. Tức là tất cả cái chúng sinh, con người cũng là một chúng sinh, đều là con hết. Thì về cái ăn uống nó sai lầm nhất và ăn nhiều nhất. Ăn bữa sáng mới xong là đã nghỉ lại là phải ăn buổi trưa cái gì rồi. Đó là một cái sai lầm của chúng ta mà chúng ta đang hiểu nhầm là phải ăn đủ chất và ăn nhiều, ăn no thì mới khỏe. Thế thì là cũng hơn nửa cuộc đời là Diệu Ngân mới nhận ra được cái điều đó. Vì khi mà chúng ta đói ấy, thì cái năng lực sinh tồn nó sẽ là kích hoạt và cái cơ thể nó được trẻ hóa ra. Chúng ta bỏ được ăn đi, giảm được cái ăn đi ấy, là cái cơ thể nó nhẹ nhàng, rồi cái da dẻ, rồi cái thân thái, rồi cái trí tuệ, tất cả mọi cái. Là Diệu Ngân thấy nó khỏe hơn nhiều. Ăn nhiều là một cái khởi nguồn của cái bệnh tật. Thì thực ra là một năm mình đi làm thì mình được nghỉ 12 ngày phép. Nhưng mà những người mà chưa tìm hiểu đến cái đầu tiên của cuộc đời để học ăn thì không có cái ngày nào mà cả cái bộ phận trong cơ thể được nghỉ phép ngày nào. Tức là ngày nào phải làm việc. Ngày nào phải làm việc mà còn làm việc quá sức nữa là khác. Thế thì hôm nay nó cũng rất vinh dự là được tham gia cái chương trình chia sẻ của bác Mít. Và cùng tất cả mọi người trong cái rừng rừng gọi cũng như ở ngoài. Thì Diệu Ngân cũng mong cho mọi người nếu như có thời gian thì nên bớt chút để đọc cái quyển sách có mấy chục ngàn thôi. Ăn ít để khỏe. Và vì sao ăn ít là để lại là có cái sức khỏe. Thì khi mình đọc vào thì mình thấy mình nghiệm lại và mình thử trải nghiệm dần. Thì nó sẽ đem lại cái lời lạc rất là nhiều ạ. Và nếu như ai đủ duyên á, thì cứ tham gia một cái khóa thanh lọc của rừng gòi á, thì Diệu Ngân thấy là về tất cả mọi cái, cả thân, cả tâm, rồi từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái đối xử, sinh hoạt, tất cả mọi cái, nếu như mà đủ duyên, đủ để mà nhìn nhận ra, thì nó cũng thay đổi rất là nhanh, rất là lời lạc cho bản thân và gia đình. Thì thời gian cũng không còn bao nhiêu, kính chúc bác Mít luôn luôn có một sức khỏe để ban lại cái phước lành cho rừng gọi cũng như tất cả những người hữu duyên. Chúc cho ban phụng sự và tất cả mọi người
luôn luôn có cái sức khỏe và được có duyên học cái đầu tiên của cuộc đời là học ăn mà như bác Mích đang truyền cho chúng ta hôm nay đây ạ. Xin biết ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ, con xin thay mặt cho gia đình Rừng Gọi kính biết ơn cô Diệu Ngân đã có những cái chia sẻ rất là quý báu. Dạ, bây giờ là 9 giờ rưỡi hơn rồi. Có mong hỏi thế này này, bạn Hoàng có nói là bố em 63 tuổi gần đây khó thở, chẩn đoán là u trung thất trước, mới mổ tại Việt Đức hôm ngày 28 tháng 4 vừa rồi đấy. Lấy khối u ra, hiện đang sinh tiết nhưng bác sĩ nói chắc chắn u ác, sau này phải xạ trị để hóa trị. Bác Mích tư vấn giúp em sắp tới nên chữa theo phương pháp nào ạ? Em xin cảm ơn ạ. Đấy, bây giờ tôi nói sơ qua, tôi chẳng biết bạn này là bạn nào, nhưng mà xin nói với thơ, để trước khi nói với bạn ấy, thì tôi xin đưa một cái trường hợp của Liên, là chị Liên ở Cộng hòa Liên bang Đức, sinh năm 1963 ấy. Thì năm 2010 chị bị ung thư trung thất, ung thư hạch trung thất ấy. Sau đó sau khi mà phẫu thuật để chuẩn bị bước vào hóa trị, bắt đầu hóa trị được 3 lần thì rụng tóc rồi đau đớn không chịu nổi. Và chị phải dùng morphine đến 8 ống morphine, và sau 8 ống morphine là nghiện ma túy luôn. Tức là ung thư cộng với nghiện ma túy, hai bệnh cực kỳ là nan giải. May sao duyên lành thế là bà mẹ từ Việt Nam mới sang thăm con, mang quyển sách thực dưỡng, gieo duyên bảo khuyên con ăn theo phương pháp thực dưỡng này đi. Đó. Thế là chị này như vậy là chiến đấu với bệnh tật, như vậy quyết tâm ăn theo thực dưỡng và cai nghiện bằng cái phương pháp thực dưỡng. Và sau một năm kiểm tra, bác sĩ nghĩa là surprise luôn, rất là ngỡ ngàng, kỳ lạ cái nhà chị này như vậy. Hết tế bào ung thư, kỳ diệu chưa? Đấy, cho cái bạn Hoàng này hỏi nhá, hỏi tôi thì tôi đọc cái trường hợp này, tôi nói nghe để nghe cái trường hợp của chị Liên này ở Cộng hòa Liên bang Đức đấy, để mà biết rằng vậy mình hãy học tập người ta, đừng có xạo hóa trị là chết tòi đấy nhá. Nhịn ăn đi, vào Rừng Gọi để gặp vào gặp anh Thuật đấy, là học nhịn ăn và ăn thực dưỡng đi là ok nhá. Chứ còn nếu mà xạo hóa trị rồi không sớm thì muộn ra đi một cách đau khổ nhá. Tin tưởng lên, quyết tâm lên. Chẳng biết bạn này ở tỉnh nào, nhưng mà đấy là cứ vào Rừng Gọi là thường xuyên sinh hoạt rồi là học tập mọi người, là chắc chắn sẽ bố của bạn mới có 63 tuổi, con trẻ quá chứ đâu có phải là cao tuổi lắm, các sẽ còn sống thừa vài chục năm nữa nhá. Xong. Dạ, vâng. Cảm ơn. Quan trọng là phải có đủ niềm tin, ý chí, niềm duyên. Dạ. Niềm tin rất là quan trọng. Nếu mà người thương với bố, người thương không có đủ niềm tin thì chắc chắn là sẽ rất là khó đó. Cái niềm tin là cái đầu tiên. Rồi sau khi mà có niềm tin rồi thì chúng ta mới học cái phương pháp, rồi chúng ta thực hành đúng và tinh tấn. Thì điều đó là điều rất là tuyệt vời và chắc chắn nó sẽ có nhiều điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Yeah. Con một lần nữa là kính biết ơn bác Mít đã có mặt và chia sẻ quý báu cho cả nhà gia đình Rừng Gọi tối nay. Thật sự là con không biết nói gì hơn, nhưng mà con cảm thấy con cũng rất là có phước và gia đình Rừng Gọi của chúng con rất là có phước được sự có mặt của bác, cũng như là những người mà con tạm gọi là cây cao bóng cả, giống như cô Mỹ, rồi bây giờ là những người đồng hành cùng với con thường trực là có bác sĩ Hưng, anh yêu thương, cũng như là Lương Y Thủy, em yêu thương, rồi thạc sĩ Huệ là vợ của bác sĩ Hưng, rồi người thương Như Ngọc, MC và tình nguyện viên Rừng Gọi. Con rất là thật cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc, và con nguyện cũng sẽ tiếp tục đi trên cái con đường này, dù có những cái khó khăn, nhưng mà đó cũng là cái thử thách thôi, để cho con vẫn tiếp tục vững bước mình đi tiếp. Con thấy cô Diệu Ngân có giơ tay thì xin kính mời cô ạ. Dạ, thưa thầy, cho Diệu Ngân bổ sung thêm một chút là Diệu Ngân muốn phản tâm, nếu như ai phản tâm đọc cái cuốn Ăn Ít Để Khỏe, vì sao không ăn lại tốt cho sức khỏe, thì Diệu Ngân sẽ tặng ạ. Dạ. Dạ, vâng. Ai muốn đọc cái cuốn sách đấy, nghiên cứu. Thì người thương nào mong muốn thì kết nối với cô Diệu Ngân, đặc biệt là những người thương có mặt ở trong Zoom Rừng Gọi. Và chắc là giờ thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, cũng đã quá rồi. Và người thương nào mong muốn được nhận sách, cô Diệu Ngân thì cũng có mặt thường trực ở Rừng Gọi.
thì chúng ta sẽ gặp nhau vào tối thứ ba hàng tuần với là vào mỗi buổi sáng à, thì sẽ là gặp lại cô Diệu Ngân. Dạ, con biết ơn cả nhà. Dạ, biết ơn sự phát tâm quý báu của cô Diệu Ngân. Dạ, rồi thì con xin phép được kính mời cả nhà chúng ta bật mic lên và đợi chúng ta chia tay nói lời chào nhau ạ. Xin chào, xin cảm ơn tất cả ạ. Vâng ạ. Con xin chào các thầy. Con lời đó là kính biết ơn bác mít. Rất biết ơn các thầy. Bác mít, con chào thầy Thuật. Rồi. Dạ, chúc cô Mỹ và cả nhà con, chúc bác mít ngủ ngon. Thầy thương nào thấy lời đạt thì hãy lan tỏa cho người nhà Bạch Giang, nhất là những người có vấn đề tâm lý chương trình mà không có phẫu thuật, không xạ trị hóa trị mà có thể chữa lành ung thư như thế này. Và cô Ngọc Mỹ là một cái minh chứng rất là rõ đó, là cô Ngọc Mỹ. Con cảm ơn bác Bích, con cảm ơn Thầy Thuật, cảm ơn ban tổ chức và chào tất cả mọi người ạ. Tạm biệt. Dạ, cả nhà mình tối nay ung thư là năm nay là sống hơn 30 năm rồi đó, rồi cô Lý, cô Tạ Thị Lý cũng vậy. Là những người trong gia đình gọi là bị ung thư và sống hơn 30 năm nay rồi. Bye bye. Con hẹn gặp lại cả nhà vào sáng ngày mai ạ.